bệnh viện gì đâu mà thiệt á, trời ơi khổ ghê vậy đó. Là ngày nào cũng làm như trâu như bò, mà con người chứ phải trâu bò đâu mà làm hoài, biết mệt biết nghỉ. Khám bệnh đi, khám bệnh đi. Cái gì mà la như là chợ siêu thị ở ngoài kia vậy, cái là cái bệnh viện chứ đâu có là cái chợ đâu, mà la cái gì mà dữ vậy? Tới lúc người ta không làm thì nói người ta, tới lúc người ta làm thì nói đó nè. Thấy chưa, gì đâu, mở cửa cho tao vô khám bệnh đi. Thì từ từ chứ làm cái gì mà dữ vậy, một ngày người ta làm bao nhiêu con người, chứ phải trâu bò đâu làm hoài biết mệt biết nghỉ. Trời ơi, đợi từ nãy giờ rồi. Mệt ghê vậy thiệt á. Người này ghê à, bệnh hoạn chứ có phải chết đâu mà làm cái ghê vậy. Đi đâu như ma đuổi vậy trời. Có bệnh nhân mới chết. Hả? Sao cái miệng lưng dưới vậy? Ghê quá. Trời ơi cho vô đợi nãy giờ mới được vô. Chó dạ. Kêu nó là chị đúng không? Em đừng có náo loạn cái khu này nha. Người ta là bệnh viện rất là cần trật tự, em yên lặng đàng hoàng đi. Em nóng lắm rồi, đợi sáng giờ tới lượt em khám bệnh nào cho khám đi. Em số mấy mà em nói? Em số 4. Em số 4 mà tới số chưa? Đúng không? Em đã tới số chưa? Chị hỏi kỳ, em vô khám bệnh mà hỏi tới số chưa là sao? Thì đó, em mỗi một cái bệnh là người nhân người ta phải lấy một cái số. Mà bây giờ em tới số chưa mà em đòi vô khám? Tới số là em phải vô trong kia kìa, như hồi nãy đó. Thôi chị đừng có nói cái từ nó ghê quá hả? Bây giờ tới số chưa? Chưa đúng không? Khi nào kêu 4 thì em hẳn lên, đúng chưa? 4 mới lên, nghe nha, nghe chữ 4 rồi mới lên. Rồi, ok. Đừng có quá đáng, cái bệnh viện người ta phải có trật tự nha em nha. Rồi, số 5 lên đi anh. Ê, cái gì kỳ vậy? Cái gì? Tự nhiên số 4 không kêu số 5 là sao? Em phải biết cái bệnh viện này người ta đi theo một cái số thứ tự là từ cao tới thấp, nghe chưa? Người ta đếm theo chiều kim đồng hồ nha. Ủa, cái gì vậy? Ủa chị, quên cái chiều kim đồng hồ người ta đi là 1, 2, 3, 4, 5, chứ có cái đồng hồ nào mà đi 5, 4, 3, 2, 1 không? Chị là đồng hồ cát em. Chị lặn qua, chị lặn lại, vậy em có chịu thì em khám mà không chịu em đóng tiền nhiều ra bệnh viện tư đi nha. Baby đeo dây xấu mặt như con gấu nha. Nghe 4 rồi em lên, đồng ý không? 4 rồi là lên. Nhớ nha, không có nhào như vậy nha. Bành văn 4. 4. Hãy giờ mới nghe 4. Chị kêu bệnh nhân tên 4 nhưng người ta số 5 không phải kêu số 4. Happy New Year em. Tên 4 lấy số 4, đi tên 4 lấy số 5 chi cho cực chứ không biết nữa. Bành văn 4. Bé. Gì? Ở nhà tôi á, người ta thường gọi tôi tên Tư. Vậy kêu 4 phải tôi không? Tư là 4 đó ông nội. Trời ơi, vô đây còn bị đặt của bé nữa trời. Vô khám lẹ cho ta khám kìa. Vậy hả? Trời ơi, lẹ đi bao nhiêu người chứ có phải một mình đâu mà cái gì vậy? Đi lẹ lên. Trời đất ơi, đi khám bệnh chứ phải là mình nè. Ngồi đi. Dạ. Bệnh nhân mà đi cái gì một ngày người ta bao nhiêu con người chứ. Đi cái gì mà cà rề làm cái gì vậy? Dạ tại tôi thấy nữ bác sĩ la quá. Dạ sợ. Làm gì tôi la? Tôi làm cái gì mà tôi la anh? Tôi có la vô mặt anh chưa? Chừng nào tôi chửi vô mặt anh đi. Đúng không? Thí dụ mà tôi chửi vô mặt anh à, thì anh hẳn nói tôi chưa chửi anh mà. Tôi quá lịch sự với mà phải không? Anh vô bệnh viện cho mà cha mày á, người ta đâu mà nói quá vậy. Anh khát thì anh phải nghe lời người ta chứ, mắc cười quá anh biết bệnh gì mà anh la làng. Mệt ghê hả? Bệnh gì? Trời ơi, ho vô người người ta quá bên kia. Cái gì vậy? Ôi. Trời ơi, tự nhiên vô đây ông này ho cái muốn đi toilet liền luôn kìa. Trời ơi, vô gì sợ. Bây giờ bệnh ho phải không? Trời đất ơi, không nói sớm, bực mình ghê vậy. Ho thì vô nói lẹ nè, cầm cái bịch này về, ngậm, đóng tôi 50 ngàn. Ủa này là gì bác sĩ? Trần Bi. Dạ không phải. Dạ tôi sợ quá, tôi sặc rồi mới ho vậy chứ tôi không có bị ho. Tại sao người ta hỏi bệnh gì ho sặc sụa, bây giờ không bệnh ho là làm sao? Anh rất là phiền. Người ta làm bao nhiêu con người, bây giờ anh bị cái gì nói ra ngay. Dạ tôi mắc. Đi mắc đi toilet đi ông nội ơi, nói nghe làm cái gì. Đi. Dạ. Ê, không phải. Cái gì? Dạ bị mắc. Bị con mắt. Phải dùng cái não mình để nói chuyện anh à. Bị con mắt, nó khác với bị mắt nha. Dạ. Tôi làm tôi rất là hoang mang anh dạ. Hiểu không? Mắt làm sao, nói. Dạ, báo cáo với bác sĩ. Dạ, hồi lúc trước tôi khám một lần rồi đó. Thì mắt tôi kêu là bị diễn thị. Đó rồi, chả khám lần sau là không bị cận thị. Còn cái gần đây nhất nè, đó là kêu tôi bị loạn thị. Giờ biết khám lần này bị gì đây nữa. Tôi chắc chắn là em bị siêu thị. Là hiện nay cái con mắt của anh đó là nó bị siêu vi, nó bám vào nên nó càng ngày càng mờ, anh hiểu không? Dạ. Thì bây giờ là mắt mờ đúng không? Dạ. Rất đơn giản, tôi khám ngay. Cái chuyện mắt mờ này rất là dễ nha. Dạ. Rồi, bây giờ anh đi chụp hình phổi giùm tôi.
Gì bác sĩ? Cái gì cưng? Con mắt tôi có liên quan gì tới cái phổi rồi tự nhiên? Anh phải hiểu một cái điều là tôi đang tình nghi là anh hút thuốc quá nhiều. Bây giờ cái phổi anh nó to, nó phình đại rồi nó chèn lên cái dây thần kinh mắt nên mắt mờ, đi chụp hình phổi cho tôi. Vậy vậy nói thiệt với bác sĩ, tôi không hút thuốc. Cái gì? Tôi bỏ thuốc lâu rồi. Không hút thuốc. Anh nói cái gì? Không hút thuốc. Anh chính vì anh không hút thuốc nên phổi nó mới thèm, nó phình to đó anh. Anh thử ra nó chèn dây thần kinh mắt rồi đi khám phổi đi, nghe lời tôi đi. Dạ. Rất là tốt cho anh nha. Dạ, khám phổi hả? Ừ, vô phòng số 8, đóng 100.000. Dạ, khám phổi. Khoan anh, dạ. Nghe nè, tôi quên nha. Đi dạ. Nội soi dạ dày luôn đi. Ôi, mắt mà đâu có dính líu vậy tới dạ dày. Có anh à, tôi đang tình nghi anh ăn uống không điều độ. Hiện nay anh đang bị loét bao tử nha, ảnh hưởng tới con mắt nhiều lắm. Dạ bác sĩ ơi, tôi thiệt bác sĩ nha, một ngày tăng tới 7 bữa lần á. Anh là bò hay gì mà ăn dữ vậy anh? Ngày ta ăn có 3 bữa, anh là thú vật gì mà ăn 7 bữa trời. Ăn như vậy không tét bao tử thì thôi, đi khám nội vô dạ dày là đúng rồi. Dạ nó sao dạ dày nữa. Đúng rồi, chưa anh, xin lỗi, dạ. Còn thiếu xét nghiệm máu nha. Cái gì? Dạ bác sĩ ơi, trời ơi, cái mắt tôi mắt mới gì mới xét nghiệm máu. Trời ơi trời, hồi lần trước cũng vậy nữa, tôi bị sổ mũi tôi cũng xét nghiệm máu làm sao. Anh kỳ quá, tôi xét nghiệm máu là đang rất là tốt cho anh hiểu không? Anh đi khám nhiều cái nó rất là khổ, thì bây giờ tôi cho anh đi xét nghiệm máu, nếu như lỡ anh phát hiện anh bị suy đa vậy làm chờ chết không cần khám nữa. Đúng không nào? Trời ơi, mỗi lần mà xét nghiệm máu tôi cảm giác như là hiến máu vậy. Lấy ông nào ông lấy quá trời. Thôi tôi không xét nghiệm máu nữa. Bệnh nhân mà than nhanh bệnh viện không ngóc đầu dậy nổi nha. Anh đừng có than vô khám, đừng có than không xét nghiệm máu đúng không? Dạ. Nói để người ta giải quyết rất đơn giản thôi, đi siêu âm tim. Ủa thì tim sao mà dính tới mắt mà mắt dính tim? Thì tim nó điều hành máu, anh ngộ ghê. Nói một hồi tôi cho anh qua khám qua khoa tâm thần đó nha. Đi qua khoa tâm thần luôn đi cho tụi nha. Anh phải hiểu là anh đi một hồi anh không định ra được cái bệnh thì anh sẽ hoang mang. Khi anh hoang mang anh sẽ không còn là anh nữa. Một lát anh sẽ bị tâm thần. Trời, lâu lâu mới tới được bệnh viện, trời nhiều khoa lắm, khám cho biết với người ta không nội. Trời ơi, tại sao? Tại sao mà mắt bây giờ chuyển qua tâm thần? Rồi tim gan phèo phổi là sao? Là sao? Cái mặt vậy mà không chịu khám khoa tâm thần nào. Đừng có cãi chế, chế nói là đúng thôi, vô khám đi cưng. Vô giùm em đi anh, đi, ngay phòng số 800.000, đóng em đi. Ê, mấy đứa, ra dẫn bệnh nhân dạ, vô đi cô. Cô. Đi. Dạ con. Dẫn đi gì, dùm gì bậy đó con, dẫn dạ, đi dạ, dạ. Vô đi con. Đi đâu, đi đâu? Anh là nhân viên bệnh viện luôn hả? Điều dưỡng anh. Ngoài gì bạn? Cho mình biết cái phòng số 8 nằm đâu. Đi thẳng quẹo phải. Trời ơi, biết rồi, đi thẳng quẹo phải nhưng mà nó tắt tám ngõ lần. Xin lỗi, nói vậy sao mà hiểu được? Dạ, dạ. Nói rõ ràng mới hiểu ha. Dạ, dạ. Đi thẳng. Dạ. Biết đi thẳng không? Dạ, biết. Quẹo phải. Dạ. Con đi. À, con dạ. Ơi, cho chú hỏi cái phòng số 8 nằm đâu ạ? Dạ, phòng số 8 hả chú? Dạ, dạ. Dạ, chú đi thẳng quẹo trái. Ở đây khám bằng cái tâm. Tâm bệnh nhân sáng, tự nhiên thấy cái phòng à. Dạ. Sao bên đây đi quẹo phải đi quẹo trái mà nó tám ngõ lần dạ, sao quẹo trái là con thì không thính, con không có đeo vòng vòng. Dạ. Con nói thẳng cho chú dễ hiểu nha. Dạ, chú nói con... Bây giờ chú đi thẳng quẹo phải một hồi chú cũng phải quẹo trái. Dạ. Mà chú đi thẳng quẹo trái một hồi chú cũng phải quẹo phải, tóm lại chú quẹo trái rồi chú quẹo phải, chú quẹo phải rồi chú quẹo trái, trái trái phải phải hồi chú cũng phải quẹo thôi. Đi hồi thấy cái bảng có để phòng số 8 rồi quẹo vô. Dạ. Dạ, làm như mình bị tâm thần thiệt rồi á. Dẫn tới nơi tới chỗ luôn đi ha. Dạ. Chắc ăn đi, mắt cứ bị lộn xộn á. Cần gì chỉ? Dạ. Dạ phòng số 8 trước mặt chú kìa. Vậy đi khám mắt là đúng rồi, nó nằm trước mặt mà đưa nó 50 cái gì. Đi vô. Ôi sao ngu. Dạ dạ dạ. Ê chú tao mà vô kiên rồi mày. Trời ơi, đúng là bệnh viện này thiệt á. Ăn đồng chia đủ mà. Dài đỏ tôi lấy 50. Giờ số 8 trước mặt nè. Đúng là tôi bị mù tôi mới vô cái bệnh viện nè. Anh ơi, anh nói nghe nè, anh đừng có nói như vậy nha. Bị mù vô bệnh viện này là cái gì? Nói vậy là đi ngược cái kèo của người ta. Anh thế nào cũng sẽ gặp lại tôi. Tất cả bệnh nhân khám xong trong cái bệnh viện này ra đều nói đúng có một câu thôi. Dạ câu gì? Có mù mới vô bệnh viện này khám á. Vô chán hết trơn. Chị em. Angela baby, qua đây cưng. Hồi nãy tới giờ định ra đây 8 giờ chế mà bận quá trời bận luôn. Ê, thấy ra thấy cái canteen em ăn chưa? Chế chưa. Ăn rồi. Ủa ăn rồi hả? Trời dễ thương lắm, có bún tôm á em. Rồi bún tôm mà nấu với thịt cua ngon lắm. Trời,
con tôm mà nấu cua hả? Ờ, dễ thương em, trời chị thích ăn dễ sợ luôn, chị ăn giò, chị ăn ba tô. Trời ơi, ăn ba tô. Trời, em biết cái chỗ mà bán chè cái bên không? Biết, chè khúc tạch đó. Trời ơi, chị thích dễ sợ, trời. Chị tới đó nhìn nó dơ quá, chị ăn chè ba màu. Trời ơi, chị mê dễ sợ em. Mà chị thích ăn uống lắm em. Em, bữa nay em có trực hả? Trời ơi, trực ở trong kìa. Mở mà sáng giờ biết sao không? Em đốt nhang. Đốt nhang cho gì em? Biết sao không? Mà sáng giờ chết quá trời luôn. Trời ơi, bệnh viện càng ngày càng chết nhiều hả em ha? Không mà không cứu được ai sao? Mà kỳ ghê, làm như nó chết đại trà hay sao không em? Bởi vậy chết là kỳ ghê vậy. Em, ê, hồi xưa em chị đâu có thấy em làm đi đâu, xem làm em mới chuyển qua mà chị thích em ghê á. Trời ơi, mới chuyển qua gặp chị lại thấy hợp liền. Trời ơi, phải đến với chế, em phải tới với chế thôi. Chứ sao nữa? Đi sao? Ủa mà sao vô bệnh viện này hay vậy? Để kể cho nghe. Em nói thiệt, em gặp tai nạn nghề nghiệp chị ơi. Có kể gì nghe coi. Đó em làm. Đấy đấy. Sao? Nói cái gì tai nạn được, nói lớn mà kể chị nghe. Bị gì vậy? Em nói chị nghe, đó em làm bệnh viện ở trên kia kìa. Cái em đang làm đó, cái con cái bệnh nhân đó đó, bị rắn cắn. Chết cha. Mà chị biết rồi đó, rắn cắn là mình phải bịt lại. Nọc chạy về tim. Chứ nó phải vậy, ví dụ cắn ngay tai. Đúng rồi. Mình phải cột ngay đây. Hay quá. Để cho chặn lại không cho nó không chạy. Không cho nó về tim, đó. Đúng, em làm như vậy là đúng đó, rồi, đúng rồi. Nó cắn ngay đây là mình phải cột ngay đây. Chính xác. Nó cắn ngay chân mình phải cột ngay đây. Đúng rồi. Đúng không? Mà ác nghiệt. Ác nghiệt chị ơi. Sao vậy cưng? Con rắn nó chơi em. Sao vậy? Cái rắn gì mà chơi em? Trời ơi, nó cắn tôi nghiệt lắm chị. Cắn sao cưng? Nó cắn ngay đây. Hả? Rồi cột đâu em? Em phải buộc ngay đây. Ồ, đúng chỗ rồi đó. Đúng không? Tới đây thì nó mới không về tim được, đúng rồi. Đúng rồi chị, em buộc quá, bệnh nhân chết chị ơi. Chết cha. Buộc mà nó lè lưỡi, nó bị ngộp thở, nó không thở được, nó chết. Chết xong mới phát hiện ra là đó là con rắn nước không có độc. Ồ, như vậy là em cũng từ bi ghê chứ. Em đau lòng lắm chứ. Trời ơi, thật ra là em á là tại vì là em bất cẩn thôi, còn chị thực sự đang mới đúng là tai nạn nghề nghiệp. Thực ra là ngày xưa đó là chế làm việc rất là kỹ lưỡng. Chế là ví dụ nha, bác sĩ dặn cái gì nghe là chế không bao giờ trễ hẹn đâu. Đó chỉ là chỉ là sai ngày thôi. Trời. Thì giống như hôm bữa đó, bực dễ sợ luôn. Giống như là tự nhiên bác sĩ dặn chế là hả, đi vô cho cái bệnh nhân ở giường số 9 uống 2 viên thuốc. Bực ghê, chứ không rõ ràng. Chế vô cho bệnh nhân ở giường số 2 uống 9 viên. Trời ơi. Trời ơi, uống xong cái mửa mọc nó bò, rồi nó giật quá trời không em. Bà đâu có cho uống gì đâu, uống thuốc sổ mà làm thấy ghê à. Trời ơi, tập hát của tôi nó mà nổi. Trời ơi, chế bực lắm á, chế nói thiệt á, bởi vì trời gì kỳ ấy. Trời. Bệnh viện rồi về tới tôi khám chưa? Cái gì? Bệnh viện đâu mà vô toàn nói chuyện riêng không, không nói chuyện gì hết, không khám cho ai hết vậy? Tới số chưa? Ê, tôi kỳ cái từ đó nha, tôi nói thiệt, tôi không cần biết làm gì mà bệnh viện vô nói chuyện riêng là thấy cái kiểu làm việc nè, cái kiểu làm việc quan tâm nè. Cái gì? Nói gì? Nói gì chị? Nó mới chửi mình mà nó mà nói gì đó. Gì? Nói gì? Thì đó, cái bệnh viện mà cái kiểu làm việc mà kỳ cục mà không có trách nhiệm đó. Quan liêu ba ơi. Trời ơi, quan liêu nó không biết chửi, nó chửi tôi quan tâm, trời ơi trời. Trời ơi, nó vuốt mà mày đặt chửi người ta. Trời bà đi. Tôi không biết nhưng mà tôi thấy cái kiểu làm việc này tôi bực bội rồi. Bây giờ tới tôi chưa? Tới số em chưa? Em số mấy? Số 4. Số 4 khi nào kêu tới số thì mới vô, đúng chưa? Em ơi, ở đây ai mà cũng như em, cái bệnh viện này loạn lên á cưng. Tới số đi. Rồi người ta kêu vô. Rồi ngồi xuống nè. Bệnh hoạn thôi mà, có phải chết đâu mà làm thấy ghê vậy. Ngồi xuống đàng hoàng. Rồi, em số mấy? Số 4. Số 4 đúng không? Đó, thà vậy nói chị hiểu. Số 6 vô đi em. Đấy. Gì kỳ vậy? Hồi nãy bệnh viện này nói là số đếm ngược là số 5 phải tới số 4 chứ giờ sao tới số 6? Em phải hiểu là số 6 người ta tới trước em rất là lâu rồi. Giờ bận câu chuyện người ta phải đi, giờ người ta phải về, người ta phải ưu tiên cho người ta chứ người ta là khách VIP mà. Bây giờ là tới chen số 6 vô là tới tôi đúng không? Dĩ nhiên là tới em. Được rồi. Tôi đi toilet xong tôi quay lại. Này nó thích đi toilet nha. Chị đừng cho khám. Sao? Chiều hãy cho nó khám. Sao mà khám được, em nó chửi chị quá mà. Sáng giờ nó chửi chế vô là chửi nó chửi tới nhục luôn á. Chế, chiều hãy cho nó vô nha. Chiều em trực. Ủa, chiều em trực hả? Em trực. Đưa vô phòng em nha. Đưa vô phòng em. Em chích banh van luôn. Thương ghê vậy, nhỏ này được cái đáng yêu nè. Hợp dáng tôi. Trời ơi trời, cái bệnh nhân số 6 nó kêu hoài không vô vậy trời. Bực mình ghê à. Có nghe kêu không vậy trời? Một ngày người ta làm bao nhiêu con người mà đi cà rê cà lê cà mê mà. Trời ơi, đàn ông bẩn áo hình xương xa học lụ. Nó điên ghê vậy thiệt, đàn ông như bóc vậy thiệt á. Nó điên ghê vậy. Một ngày khám bao nhiêu con người, tên gì? Nhà tôi bác sĩ chứ phải là bạn anh nha, kêu ê nha. Tên gì?
Cái gì? Tên gì? Như học mẫu giáo vậy, AI cái gì ở đây trời. Anh có biết trả lời tiếng Việt hay không? Tôi hỏi anh tên gì? Có phải cái tên trong này không? Đó, viết vậy thôi đó mà thích hỏi cho trả lời cho vui gì đó. Nói điên à, bực mình. Vô đi khám cái gì đâu mà. Nghe gì vậy? Chế ơi. Cái gì? Ông này ông làm nghề gì mà hồi nãy giờ không trả lời tôi bực ghê, tôi khám bệnh mà. What's up man? Gì vậy bé? Gì vậy? Trời, em đừng nói chủ nợ nhà em nha. Trời ơi. Cái gì vậy Phương? Chế ơi. Cái gì vậy chế nghe? Chết rồi. Cái gì? Trời ơi chế ơi. Chủ nợ hả? Nghệ sĩ. Trời, bị gái là hết hồn à. Nghệ sĩ mà nó làm như thế ghê vậy. Trời, em mê nghệ sĩ. Trời anh ơi, em mê anh lắm luôn á. Em coi trên tivi á, em thấy anh là em cười à, cười muốn banh ruột luôn anh. Ủa, đóng hề hả em? Dạ dạ, anh ơi. Ồ, mấy hề hay mập quá ha, nhìn kỳ. Anh ơi, em thích mấy vai của anh đóng lắm, anh đóng vai sư nữ quái đúng không? Em mê cái phim lắm, phim đó em coi em cười quá trời cười luôn. Anh đóng tài cho điên đúng không? Tài cho điên đúng không? Đơn duyên hả, tài cho điên, nhìn mặt là biết giống vui chó. Vui lắm, em coi là em vui, em coi là em cười à. Anh tên là Minh Nhí đúng không? Phải Minh Nhí không? Nhí lùng, tôi cao mà. Đúng rồi, Minh Béo. Phải không? Ơi béo nó mạp. Em ơi, cái tướng ông này, anh nhớ nè. À, chế nhớ rồi. Chế nhớ hả chế? Hồng Vân đúng không? Đúng không? À chế ơi, Hồng Vân. Ý, lột, đây, khỏi nói, biết rồi. Trong giấy tôi ghi, chí tài. Trời, đúng rồi. Tôi mà không cản Lan Nguyễn này nó hồ hà luôn á. Trời, chí tài đúng rồi, em mê chí tài lắm. Anh chí tài em mê anh lắm. Em cũng mê anh Hoài Linh nữa, nhưng mà anh Hoài Linh em mê hơn. Chụp hình đi em, chụp hình. À đúng rồi, chụp hình đi, chụp hình đi. Chụp hình chế đi. Chế. Chụp em tấm hình đi chế. Diễn hề hả? Dạ đúng diễn rồi. Diễn hề phải không? Dạ đúng. Ê, nó nghe nè, diễn hề nó nghe nè. Ủa rồi tháng kiếm nhiêu? Trời. Hả? Vô duyên quá vậy. Sao vậy? Chuyện tế nhị mà tự nhiên hỏi tháng kiếm nhiêu. Mà như anh xô nhiêu vậy? Trời, mày cứ như tao thôi. Trời ơi, có duyên ghê. Có hỏi nhiều khi. Chụp hình đi. Cho em chụp tấm hình đi em. Đau cổ hả? Đau cổ đúng không? Mà khám bằng cái mặt mà đúng không? Ừ, để cái cổ đó đi, khám chụp hình xong đi. Sao đâu, đau cổ mới chết đâu được lâu. Ờ, cười bằng cái miệng mà, lúc sau đây nè, chuẩn bị nè. Này, canh nè, nha. Rồi, canh nè nha, đang lấy nè. Em, có lấy cái đầu không? Hả? Phải lấy chứ chị. Chụp hình có lấy cái đầu không? Lấy chứ. Canh nha, nè, hai. Ý máy này xài sao? Trời bà ơi. Sao? Nè, bấm cái nút giữa. Ừ, bấm nút giữa đi. Ừ. Anh đau lắm không anh? Đau lắm phải không? Ừ, đứng lên chụp hình đi. Không chết đâu. Không chết đâu, sợ. Trời ơi, nó cái vụ mà đau. Nè, chụp nè, canh nè, bấm cái nút giữa phải không? Dạ. 1, 2, 3, nút giữa nè. Ý, nó đặt cái hình gì quá trời đi nè. Trời ơi, cái nút giữa trong màn hình, nhưng mà cái nút này nó thoát ra rồi. À, đúng, nút hôm gì nè. Xin lỗi chế quá. Chế không có biết, chế đâu có xài bằng cái này. Lẹ cô ơi. Biết rồi, đau phải không? Đau thì chụp hình. Trời ơi, cái này mà không đẹp thì thôi nè. Ý, nè. Ý, nó ra cái mặt của chế nè em. Kỳ vậy? Trời ơi, mở camera ngược chi vậy? Đừng có bấm làm bậy bạ nha. Ồ, mở camera ngược rồi hả? Không biết xài không vậy? Ráng đi anh. Trời ơi, một tấm thôi vui mà nghệ sĩ sao khó sao quá. Sao không chết. Sao ở trong TV hề ra ngoài dữ quá. Nè, chuẩn bị này nha. Nè, 1, 2, 3, nè, nè. Nè, thấy chưa? Ý, quay phim. Đây là quay phim hả? Thôi đừng có bấm tùm lum nữa nghe. Rồi đó tôi chỉnh một lần nữa thôi nha. Trời ơi, không được thì thôi nè. Hay là đấy. Em canh cái gì đau hả? Đau quá rồi. Đau cổ phải không? Biết rồi, chụp hình đi anh. Không đau cổ cũng chết đâu, rồi. Sao đâu anh. Nè, dễ thương nè. Cái tấm này đẹp nè, cái tấm này đẹp nè, cái nét này đẹp nè. Nè, đúng rồi. Đứng ngay chữ Quang Liêu chụp cho nó đẹp em. Ừ, đứng ngay cái background chữ Liêu chụp cho nó đẹp. Trên đầu mình đó, em đứng trên đầu mình nha. Ừ, đó, cái chữ Quang Liêu đứng kế bên em nha. Rồi. Trời ơi, dễ thương quá nè. 1 2 3 là ra này nha. Nha. 1, 2, 3. Ý, hết pin rồi. Sao, nghỉ chụp đi. Trời ơi. Chế. Tên điện thoại chế đâu. Điện thoại chế cười bắp nha. Bắn hả cho em. Rồi, chụp hình đi. Lấy lên chụp hình đi. Lẹ đó cô ơi. Cái gì, đau hả? Khám mình đau quá. Đau quá phải không? Biết rồi. Ừ, nó leo lên chút xíu đi, có sao đâu. Dễ thương quá. Ý là mặt điên đi anh. Là mặt tin tin á. Hả? Mặt tin á, tin rồi cho đẹp.
Canh nè, canh nè, nè nha ha, y chụp dọc đi mời. Ờ đúng rồi, chụp dọc nè, đẹp hơn nè. Anh cái chân nha. Ờ rồi nè nha, nè ý anh làm mặt buồn đẹp hơn đi, làm mặt buồn đi. Buồn đi anh, buồn nè, ráng đi, ráng đi anh, buồn em vui. Đau lắm không, đau lắm không? Đau, đau phải không? Ừ đau, làm mặt buồn đi. Đau đau khổ đi, mặt buồn không đẹp đâu, mặt vui đi, vui lại đi, vui trở lại, buồn thích rồi nè. Ý là mặt khùng đẹp hơn, làm mặt khùng đi. Trời ơi tôi khùng thiệt rồi đó nha. À cái gì, cái gì vậy hả? À? Vô nó khám bệnh khang tiếng tắt tiếng luôn rồi, không lo khám bệnh thì chụp hình luôn rồi. Lại lên cho tôi khám bệnh đi. Trời gì vậy trời, nghệ sĩ chữ dân. Ở trong TV thấy vui quá trời, mà sao ở ngoài dữ quá vậy? Vui con khỉ. Kinh dị quá. Tao cũng chết rồi. Trời ơi, đâu phải làm nghệ sĩ muốn chửi ai chửi trời. Nghệ sĩ á hả? Trời nghệ sĩ tôi sợ không? Dễ sợ luôn á. Em ơi. Anh. Giờ em tuyên bố với anh luôn nha. Em hết thần tượng anh luôn á. Trời ơi, ghê quá, không dữ quá. Vậy đi. Yên tâm, lát chịu nhiều chỉ chuyển cho phòng em. Chuyển phòng em nha. Ờ. Chích nó nhỏng bên luôn. Nãy lụng thôi, giờ nhỏng là đẳng cấp lắm. Rồi, khám phải không? Từ từ, đơn giản thôi, kêu người đưa cho khám, làm thế ghê. Trời ơi, vô phòng số 8 đóng tiền cho tôi nha. Ừ. Alo, tèo em hả? Tèo em ra đây gì vậy, nói nghe nè con. Dạ, dạ. Có chí tài, có chí tài thần tượng mình ra chụp hình, ngu quá. Dạ, chí tài thần tượng mình đó. Ai? Chí tài thần tượng mình nè. Chết cha, cái gì vậy? Chí tài! Gì vậy? Chí tài! Chỗ con trời điên nó làm gì hết trời. Cái này ghê vậy cô. Trời sao cái mặt anh thu hút vậy? Cái gì? Nó làm gì? Trời ơi nó kéo đồng bộ. Cái gì nữa vậy? Bị gì vậy? Tại sao tôi biết được, nó nhìn cái mặt. Ai vậy? Trời ơi trời, nó không biết ai mà nó làm thế ghê. Chí Tài. Là ai? Chí Tài á. Diễn hài hả? Ờ. Tao thích cải lương. Vô điên à. Tào lao thiệt. Má chụp hình đi. Thôi. Má chụp hình đi. Quỷ. Thôi rồi, chụp hình. Má chụp hình đi. Chú Chí Tài, con chụp chú nữa mà chú Chí Tài. Chú ơi chụp. Ừ, chụp ai, nữa má chụp hình đi, má chụp hình nè. Hai, ba. Má chụp hình nè. Con chú Chí Tài. Mà che mặt ta chứ kêu chụp hình, con điên. Dạ con xin lỗi chú. Che mặt ta chụp chụp hình được. Rồi. Chụp hình đi nè. Chí Tài. Ê, hết tiền luôn rồi. Trời ơi. Thôi đưa vô khám đi. Trời ơi. Khám đi. Rồi. Đi vô khám đi. Đi vô khám nè. Đi đường này vô nè. Dạ chú Chí Tài. Dạ con chửi hoài. Khám đi, khám dịch vụ lẹ lắm chú. Dạ ở đó có nhiều người hâm mộ chú lắm. Dạ. Làm hết hồn tưởng đâu là thanh tra xuống không à. Chụp hình á. Dạ 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 chú, dạ chú. Cái bệnh viện này riết rối loạn hết trơn rồi, kinh dị dễ sợ luôn á. Dễ dễ dễ. Cái gì nữa? Giờ tới em. Trời ơi sao mà bận đầm luôn nè bà. Dạ không phải, tại vì em đi toilet hoài nên bận đầm dán lên cho nó tiện. Trời ơi kinh dị thiệt luôn á. Bây giờ trời ơi ta... nhìn mà giống như con cốc chữa vậy. Kệ em đi, bây giờ cái bệnh em nó nặng lắm rồi, cho em khám đi chứ. Rồi bây giờ nè là số mấy? Em số 4. Số 4 phải không? Ừ. Nãy giờ kêu qua rồi. Qua tới số 1 em ơi, hút rồi. Ôi mới đi toilet chút xíu làm gì hút. Ai biểu kỹ quá chị. Chứ bây giờ cho chừng nào mới tới số của em. Lấy số mới đi. Giờ lấy số mới là số mấy? Em số mấy? Dạ số 4. Giờ nó qua tới số 1 phải không? Rồi lấy số 41 nha. Trời. Trời ơi bây giờ từ số 4 lên 41 tôi phải chờ mấy chục số nữa hả? Trời ơi ngược ngạo thì nó đi từ số 41 xong là hết rồi, dòng là số cao nhất là 41 trở xuống vậy thôi. Là cũng vậy. À là cái số 41 là bắt đầu lại phải không? Ờ. Rồi, tôi lấy số 41. 41 nha. À. Rồi, giờ quỷ số 4 chưa? Rồi quỷ số 4. Chắc quỷ chưa? Rồi. Nói đi. Nói. Quỷ số 4. Quỷ số 4 phải không? À. Rồi, ok, ngồi. Rồi. Chị Liêm, chị Liêm nó quỷ số 4 rồi, vô liền đi chị. Ờ. Dạ, dạ chị lấy số 4 vô liền giùm em đi. Ừ. Dạ. Cho tự nhiên kia tôi quỷ số 4. Thôi em ở đây. Mày đó. Chắc chắn là không có khách phải không? Dạ. Tao tới là mày phải tiếp đón tao liền phải không? Em tiếp chị liền luôn á chị. Tại sao tao tới rồi mà không tiếp đón trời tao? Trời em tới là tiếp liền chị. Tao đang đứng trong này mà tại sao không tiếp tao? Chị á chị, trời ơi sao vô nãy giờ rồi không chịu nói, nên tao cúp máy điện thoại anh ta. Cúp cái gì? Làm gì? Tốn tiền. Bắt máy lên. Tao thích như vậy đó. Hả? Tao giàu mà. Dạ. Ủa? Sao? Ở trong bệnh viện tại sao còn người như vậy thì sao mà đón tiếp tao được chứ? Chị ơi chị, nó nghe nè, nghe tít tít không nghe gì hết trơn. Gì mày nghe cái gì? Nghe tít tít trong này. Là hết tiền mẹ nó rồi. Ở trời ơi, sao nói giàu quá. Chế. Trời.
Chị Liêm. Cái gì? Trời ơi, em không ngờ càng ngày thời trang chị càng đẳng cấp nha. Em thích chị ghê luôn á, nhìn từ xa em biết tụi chị đoàn xiếc về đó. Chị là chị giận Cưng lắm đó nha Cưng, mày xích ra cái coi. Chị nãy giờ em ngưỡng mộ chị quá, em nhìn chị hoài luôn. Chị, em nói cái điều thầm kín này cái thôi. Nói đi. Em nhìn mặt chị muốn đi toilet nữa. Trời ơi, vô duyên vậy, đàn ông kỳ cục à. Dẫn dẫn đó chị, thằng này nó kỳ, nãy giờ nó chửi em quá trời luôn á. Hứa được không à? Sao chị, bây giờ nó nghe nè, vô đi làm gì vậy? Tao tới, tao bắn vốn mày chứ làm cái gì? Ủa, tụi em sửa cho chị đẹp lắm mà. Đẹp cái gì mà đẹp? Cho em coi con mắt coi, đẹp không nè. Nè, con mắt của tao nè. Hai. Ủa, sao mắt mà nó cắt dữ vậy chị? Mày nghĩ sao vậy? Tao kiểu bác sĩ là cắt cho tao 2 mí, nó cắt sao thành 7 mí. Trời ơi. Bây giờ mắt tao mở trận trừng như vậy nè, ban ngày cũng như ban đêm tao không biết ngủ là cái gì hết á. Trời ơi, tội nghiệp ghê. Không sao chị ơi, nhiều khi ngủ gian trộm không dám vô, tưởng mình còn thức á. Thức cái mụ nội mày à. Ăn trộm nó vô thấy mắt tao mở vậy nè, tưởng tao còn thức, lấy dao đâm tao loài ruột thì sao à. Bởi vậy thầy bói ngày xưa nó bói cho tao mà tao đâu có tin. Bây giờ tao tin rồi. Không nói gì chị. Nó nói tao nửa chết không nhắm mắt. Vậy thì làm sao mà nhắm được? Xin lỗi chị, em đâu có biết đâu. Trời, thôi giờ mà hư con mắt vậy, xui, bỏ. Mình xui, mình bỏ đó chị. Mình xui mà. Ba xui không vấn đề gì, bỏ. Nhưng mà em được mũi sữa đẹp. Đẹp cái mũ đội mày. Chửi nữa. Tao biểu nó nhát sụn như cho tao. Nó nhát sao cái lỗ mũi tao giờ như hai ống cống. Rất nha, không sao đâu chị. Nhưng mà em thấy được cái không có bị sổ mũi. Mỗi lần mình thở ra nó ra như cái máng xối vậy đó. Đã lắm, thở một phát ra hết không có sói cái mụ nội mày cái sói. Sửa xấu cho tao rồi mày đính chính vậy đó hả? Bỏ đi, coi như mình xui ha. Mình xui bỏ mũi đi. Bỏ mũi xui mà, đâu có sao đâu chị. Được cái mồi, trời mồi mà bơm đã dễ sợ, nhìn đẹp. Mồi đã cái mụ nội mày. Tao chửi hoài. Tao bị bác sĩ á, bơm cho tao cái môi mọng. Nó bơm sao thành cái con bò mọng. Cứng nhắc kìa. Nói không được, ăn không được. Nhìn thịt bò bít tết thèm thấy mụ nội luôn. Không ăn được phải làm sao? Bỏ vô máy xay nhuyễn lên sinh tố rồi hút rột. Trời đất ơi, ăn bò bít tết xay nhuyễn ra hút hả trời. Cô ơi, sao cái số kiếp gì cực khổ như chị? Hôm xin lỗi đem vô đền bù này cho chị. Xin lỗi cái gì? Bữa nay tao đến đây tao hỏi mày một câu thôi. Dạ sao chị? Cái thằng bác sĩ mà sửa sắc đẹp của tao đâu rồi? Kêu nó ra đây. Dạ nó bị treo bằng rồi. Trời đất ơi, nó lựa cái thằng treo bằng mà nó sửa sắc đẹp cho tao. Mày làm vậy mày có được không? Cả cái bệnh viện gì mà ăn thì có được không? Dạ không được thôi, giờ em đền lại chị chứ chị biết làm sao giờ. Bây giờ mày phải đền cho tao. Nhưng mà em đền em biết đền cái gì? Bác sĩ sửa cho với em sửa đâu mà em đền cái gì? Mày phải sửa cái khác cho tao. Sửa cái gì? Hả? Ủa còn ý định sửa bệnh viện em hả? Còn chứ, một năm mà không có dao kéo mà đục mổ trong người của tao là tao chết sướng hơn. Dạ. Bây giờ mày nghe lời tao, coi như phần cổ trở lên, bỏ. Đúng rồi, bấy à. Từ cổ trở xuống, sửa. Thầy, bây giờ triệt lông chưa chị? Có lông đâu mà triệt. Bây giờ, làm ngực nha. Bây giờ có cái dạng mà king size á chị. King size là sao? Trời ơi, nó nhét cỡ nào cũng được á chị. Được, mày sửa ngực cho tao. Dạ. Mày quất cặp ngực của tao sai cỡ như là cặp trái dưa hấu cũng tết vậy đó. Nghe giấy hấu giờ xưa rồi, về tụi chơi sai nón bảo hiểm cơ mà. Sai nón bảo hiểm quất luôn. Quất luôn nha chị. Nè, hả? Chị nói cho Cưng nghe. Giảm giá nha. Chị tới đây biết bao nhiêu lần rồi, tại sao Cưng không giảm giá cho chị? Giới thiệu người rồi. Hôm nay chị giới thiệu em với chị. Cho em biết rồi chưa, em của chị mà tới cái bệnh viện này sửa sắc đẹp là coi như là bệnh viện của em lên luôn. Sao vậy? Bởi vì em chị là ai? Siêu mẫu quốc tế. Siêu mẫu quốc tế. Độc quyền quảng cáo các thương hiệu nổi tiếng. Trời ơi, vô rất liền đẹp, cho vô liền lắm. Siêu mẫu Anthony Trúc Liên. Chị em sanh ra với chị đó. Trời ơi, sinh đôi mà sao hai cái chiều cao nó khác quá ha. Cưng ơi, xin mà lệch múi giờ đó. Chị thì xin trước giao thừa, còn em chị là xin sau giao thừa. Rồi sao giao thừa mà sao nó còn không đòn. Trời ơi, cái bệnh viện mà nó tới thui tới mò vậy trời. Chị sao mà ai vô? Gì vậy? Tháo diệp lục trên mắt chị xuống đi. Tháo cái gì? Nè, cây lục bông thú địch nè. Miệng xinh thế nó chị kỳ cục quá. Chị. Trời ơi, mà nó nóng quá trời đất. Trời ơi, mở máy lạnh lên coi nực quá trời. Dạ, bệnh viện em, là xài vàng lạnh của siêu thị đó mà chưa được cho chị tại chị mở quá xong rồi. Chị, ủa vậy là siêu mẫu hả? Ừ, nói nghe nè Cưng. Vậy làm siêu mẫu quảng cáo gì vậy? Quảng cáo áo mưa em bé. Nói nghe nè Cưng, ở bệnh viện Cưng có cái dịch vụ nào mà sửa cho vui không? Sửa gì mà vui vui đó. Dạ. Hỏi câu trí tuệ kìa, em mà sửa vui vui không biết đường sửa luôn á. Nói nghe nè, biết sao không? Chị thích sửa lắm. Dạ. Nhưng mà chị sợ dao kéo đụng vô người nó đau. Dạ. Cho nên chị không có dám. Dạ. Ừ, thì chị sợ như vậy đó. Không dám vô bệnh viện sửa làm gì?
bởi vậy nhưng mà chị thích sữa. Chị không, chị xin chồng chị 2,000 đô sữa cái lỗ mũi nha. Mà vậy nó không mà... cho chứ gì. Bởi vì đàn ông là vậy đó, khi mà mình xin tìm đi sữa sắc đẹp đó, thôi thôi thôi, đừng để nhân tạo cái gì, thiên nhiên tự nhiên vẫn hơn. Tới hồi mình lén nó đi sữa rồi về đó, trời ơi em sữa đẹp quá, biết vậy là cho tiền sữa lâu rồi đó. Trời ơi, vậy chị không cho em đâu có tốt chị. Chứ sao? Đằng này em xin 2,000 mà nó dùng cái mặt em 100,000. Nó sửa cái mặt bà đi, sửa không hết tiền mà đừng có lấy cái mặt bà về đây. Đúng không? Đúng không? Để em nghĩ coi. Trời ơi, 100,000 đô là bao nhiêu? 2 tỷ. Đúng rồi. Làm sao sửa sắc đẹp 2 tỷ được? Rồi sao? Mà chị suy nghĩ ra một cái cách. Trời ơi, chị thông minh, chị khôn ngoan lắm. Bây giờ em sửa cái mặt chị xấu như con chó đi. Trời, cái này cũng hại não lắm chị. Không có ai mà vô bệnh viện mà yêu cầu sửa được xấu như con chó. Trời ơi, em biết không, xấu như con chó. Sau đó mình mới sửa đi, sửa lại cho nó đẹp, mới hết tiền mới được về nhà, hiểu chưa? Chị thông minh quá. Trời ơi, thì em thấy chị đeo bông trên đầu là em thấy là nó đè não chị quá. Mà chị vẫn còn thông minh. Rất là thích, em thích mấy người chị, sửa liền nha. Khoan, nhưng mà sửa cái gì? Bây giờ đau đớn không biết cắt cái gì thì sửa mai trước đi. Ừ, chị chịu. Y như mỏng được. Dạ. Sao vậy? Chị có mấy người bạn đó, mới đầu sửa đẹp lắm, đen đẹp, vài tháng sau nó nổi xanh lè luôn. Đó, giống như 2 cái ly lông má để mặt vậy đó. Chị yên tâm đi, bên em xin vĩnh cửu chị ơi. Vĩnh cửu là sao? Trời, giống như mình nói không phải xui nha. Bây giờ sử dụng mà xăm xăm mà lỡ ra đường, vừa ra đường cái xe hàng cán nát gì ra nha. Cái chôn chị lợi, trời ơi, 4 năm sau bọc mồ ra cái gì rã rã, 2 lông mày còn nguyên à. Ôi em làm gì, em ướp phọc môn em xăm phong mày mà. Ôi chị thích quá, người ta nói là cọp chết để da, chị chết để lại hạ cái cặp chân mày. Đúng rồi. Sửa liền. Sửa liền nha. Sửa rồi, liền. Rồi rồi rồi, tụi bay ơi, tèo em ra dắt khách vô giùm 17 con ơi. Trời ơi, khách VIP nha. Dạ, vô. Giới thiệu liền. Đây, giới thiệu với 2 con nha. Thằng Thành đâu, ra dì 7 đi. Dạ, con đây nè, nha, giới thiệu nha. Đây là chị... chị là chị Liêm. Liền. Chị Liên. À, hôm nay là chị Liêm, chị tới đây là để chị sửa. Nhưng mà chị tới đây chị muốn giảm giá cho nên chị mới giới thiệu chị Liên tới đây. Mà Liên là em của chị. Liên tới đây là Liên cũng sửa, nhưng mà Liên phải có Liên đi theo thì Liên mới sửa. Mà Liên thì muốn sửa là phải giảm giá thì Liên phải dẫn Liên đi theo. Cho nên bắt buộc là Liên phải dẫn Liên đi theo. Mà Liên thì phải đi theo Liên thì mới sửa được. Hiểu không? Trời ơi, giờ hai cái mặt tụi nó đơ, nó ngu, làm sao chị vậy, nói dài dòng làm thì sao nói sao cho nó hiểu đi. Ý là chị này là chị Liêm. Là chị của chị. Chị là chị Liên. Mà chị Liêm á, thì tới đây á, chị sửa ngực. M sửa N ha. Liêm tới M sửa N là ngực ha. Còn chị là Liên ha, là N. Mà chị sửa mài là M. Hiểu không? Dễ hiểu. M sửa N, N sửa M đó. Liêm nó nghe nè chị, thật ra là em nhìn cái mặt nó ngu hơn hồi nãy rồi đó. Chị chờ chị dễ thích đơn giản. Không, đây để em nói cho. Tại hai chị tên rất là khó nhớ, là Liêm với Liên nó hay dễ lộn. Đúng rồi. Để em giải thích lại cho dễ hiểu nha. Bây giờ Liêm với Liên không nói được thì mình nói M với N đi ha. Đúng rồi. Ví dụ như là Liêm này ha. Đây là chị Liêm, Liêm là M. Liêm là M ha. Liêm là M là sửa ngực, ngực là N, đúng không? Là M sửa N. Còn bên kia là Liên là N sửa ngực, mai là M. Có nghĩa là có ngực là N là M. Bình thường thì M nó là M, nhưng mà bây giờ là M không phải là M nha, M là N. Đó, N là ra M. Khi M sửa M thì cái là cái gì? Cha động kinh luôn hả ta? Hồi nãy nữa kìa. Ok, đi vô phòng khám thì tự động biết sửa à. Bây giờ sửa được không? Lên cô. Dạ. Ô quá, làm đi tám gì mày? Dạ. Bà khoan, trước khi đi cho em hỏi câu tế nhị. Dạ. Hỏi đi. Ai sửa ngực, ai sửa chân mày? Trời ơi. Đi về, đi xuống. Thôi lỡ rồi, đẩy vô đi rồi. Vô, tính rồi. Bà nào? Tôi đã. Bà này. Chấp trên mạng. Đi trước đi. Trời ơi, thiệt tình. Sửa sắc đẹp á mà làm khó khăn quá. Đã sửa sắc đẹp là bất chấp sinh mạng. Rồi. Chị. Trời ơi, nói nữa nè trời. Xong rồi đó, bây giờ chắc chắn là tới em luôn rồi đó, đúng không? Số mấy? Số 41. Hết số rồi, bây giờ chắc chắn tới em, đúng không? Thì tới... Tôi chưa. Chú khám chưa? Tới tôi chưa? Chú khám chưa? Chưa. Vậy vô khám đi. Ô chú. Hả? Chú tới sao con? Mà nãy giờ con đợi lâu lắm mà tới cái số của con là tới con khám, đúng không chú? Nó tới số rồi, khám nó trước đi. Chú nó nghe nè. Chú khám đi. Gì kỳ vậy? Ủa mà chú nhường rồi mà. Thì đúng, chú nhường là để chú khám trước đó em. Không mà... lẽ em không nhường được cho một người già sao? Vậy bé bật đầm. Why not? Lần này em không đi toilet nữa. Ráng tím lại ngồi đại luôn. Dạ, mời chú ngồi. Dạ, cho tôi khám. Rồi, bệnh gì? Dạ, không có bệnh. Đau gì?
Không có đau. Đóng 100 ngàn vô phòng số 8, đi về. Ủa kỳ vậy? Chứ vô bệnh viện không, bệnh không đau vô làm gì ông nội? Không có bệnh, không có đau. Rồi khám cái gì? Ngứa. Trời đất, ứa ngứa nhà gãi vô bệnh viện chi vô trời. Trời ơi, ngứa quá chịu không nổi, ngứa mà tới nổi máu nó ướt áo luôn nè. Trời ơi, quá đáng nói, sậm sưng quá, bây giờ ngứa làm sao? Ngứa chỗ nào nói ra chị đi nè, mắt, mỏ, miệng, mông, mình, má, mũi, ngứa chỗ nào nói. Chỗ nào có da có thịt nó ngứa à? Trời ơi, này chắc bị lậu hay giang mai gì mới gãi cỡ này á thiệt á. Ngứa gì mà toàn thân cái ghê chứ sợ. Ngứa toàn thân là sao? Ngứa phải không? Rồi cho trị liền luôn, rất là đơn giản. Đâu? Rồi thôi, tưởng cái gì chứ ngứa là phải không? Khám rồi gì? Bây giờ là khám bình thường là phòng số 8 đóng 100 ngàn, giờ khám tôi đóng 50 ngàn thôi, cầm cái này nha. Về nhà gãi, một lần gãi 3 cái, mỗi ngày gãi 3 lần, đừng gãi nhiều quá nó phạm thuốc nha. Trời ơi, cái này gãi ngày 3 lần thôi hả? Ừ. Trời ơi, gãi cái này thì kích thích nó ngứa dữ nữa. Ừ, đi nhanh đi chứ thôi tôi ngứa đó. Bây giờ tôi vô phòng tôi khám bác sĩ à. Khám bác sĩ, khám tôi. Khám bác sĩ. Nhiều. Nhớ nha, không khám nhớ nha. Các bác sĩ nha, chăm hàng á, cho gãi không chịu gãi. Tôi gửi hai bác sĩ. Ghét à. Rồi tôi vô phòng số mấy? Phòng số 8, đi đi. Số 8 hả cô? Đóng 100 ngàn, đi. Rồi. Số 8 ở đâu? Nè, hỏi ai này nè. Số 8 ở đâu cậu? Chú vô đây còn chỉ cho, chú kiếm phòng số 8 không? À. Đi thẳng quẹo phải. Dạ, thẳng quẹo phải hả? Đúng rồi. Thẳng đâu, quẹo đâu? Thì bây giờ cái phòng số 8 đúng không chú? Ờ. Chú đi thẳng quẹo trái. Nó có một bài một thôi đó. Chắc kỹ. Đi về phải, đi thẳng về trái là sao? Dạ thì bây giờ chú lên xe đi, con chở chú đi, con lấy chú 30 thôi. Tới phòng luôn. Mày nói gì á? Khi giờ thì chưa có xong gì hết mà đòi lấy 30, chú qua đây con lấy chú 20 thôi. Trời ơi, mày lại chơi phá giá. Ê mày chơi phá giá mày. Rồi sao? Chú qua đây con lấy chú 10 ngàn. Đó, nó xuống từ từ, cái gì có cạnh tranh nó xuống từ từ. Qua đây con đẩy con không lấy tiền. Trời ơi, thấy chưa? Nó chơi bước gân luôn rồi. Đó, vậy là có lợi cho dân nè. Chú qua đây con đẩy chú xong, vô tới phòng đi ra cho cái xe luôn. Tưởng gì cho xe này chi ông nội? Chú qua đây con cho chú chiếc xe, cho chú chai nước suối, cho chú tiền đi xe ôm về nhà luôn. Ê mày giàu mày. Tao chơi bút gân với mày nè, luôn. Nè, hai tụi bay làm ăn cho đàng hoàng nha. Một lát bác sĩ chính mà trực là chết. Tao trực thì tụi bay mới làm cái trò này được nha. Đừng làm riết nó lố nha, nha. Bây giờ sao? Sáng trợn lắm rồi đó. Rồi chú, giờ tôi đi cho hai người luôn đi. Dạ. Rồi. Khỏi mắc công. Rồi chú lên. Giờ đi sao? Đưa hai người thì mỗi chú ngồi phân nửa đi chú. Ngồi bên, dạ, người dạ, bên dạ. Hả? Dạ. Rồi, chết tôi à. Không sao đâu chú, rồi chú cứ lên đi. Rồi trời chú. Ơi, ghê. Đi đâu? Rồi. Mày quẹo trái phải không? Bây giờ tao quẹo trái. Tao quẹo phải. Ê, rồi đi. Ê, mày! Bộ mẹ một hướng tay. Đây, phải. Đây, vô. Trời, kinh dị ghê vậy. Rồi, tao chắc là hết người rồi đó. Thôi bây giờ là chắc là nghỉ. Trời ơi, còn con heo cái gì nữa thiệt á. Trời đất ơi, không khám thì lát nó chửi nữa. Vậy. Trời ơi, nó không có đánh răng, trời ơi. Nó ghê thì nó đi khám bệnh mà nó dễ sợ. Vậy đi bà Bận Đam. Bận Đam. Số 41. Nhanh lên. Khám lẹ cho tao đi về. Trời ơi, bữa nay tao còn phim Kim Tan đó chưa coi nữa nè. Tôi tới số chưa? Tới số rồi. Tôi đang ở đâu đây? Đang ở đâu cái gì? Đưa giấy tờ đây lẹ đó. Dạ được khám rồi. À bên đây, bây giờ tên về. Dạ mừng quá, dạ đây. Dạ giấy tờ em. Đây, cái viết cái gì mà nó khai cái gì đây? Khai dạ. Cái gì? VCTC. À dạ. Biết rồi, viêm cổ tử cung mà. Ê! Sao kỳ? Chị. Hả? Chị đừng thấy em bận đầm muốn nói gì nói nha chị. Em không có cái đó. Khai cái gì người ta mới biết như vậy nè, chứ khai cái gì vậy? Trời đất ơi, cái bệnh của người ta là viêm cầu thận cấp. Trời ơi, thì phải nói cho đàng hoàng. Cái tên như đàn bà chứ ai mà biết là cái gì. Mắc cười quá. Tên như ai đặt vậy? Ba má em đặt. Đi về đổ cái xanh đi vô khám tiếp. Bực mình dễ. Ủa? Sợ luôn hả? Ba cái bộ trường hợp như vậy. Nói là phải nói cho rõ ràng. Nam với nữ là phải nói rõ ràng. Ngày xưa cũng có một cái ông kia tên Nguyễn Châu, phải không? Nguyễn Châu thì Châu cái chữ Châu là ai biết con trai hay con gái. Đưa vô rồi xét nghiệm nói là u nang buồng trứng vô. Xẻo ra, mổ ra. Trời ơi, có cái trứng nào đâu mà thẻo trời. Phải nói cho rõ ràng. Dạ, ghi giùm em vô nam đi. Dạ. Nam phải không? Dạ. Rồi ghi N nè. Đó, N là được rồi. Ủa, N cũng là nam, nữ cũng là N vậy? Ờ ha, chị ta đọc ghi dưới đờ nha. Đờ là gì chị? Được đông là cố nội. Dạ. Ghi cho vừa lòng. Như vậy là chắc được rồi không? Khó khăn là mệt, dạ. Dễ sợ luôn, thiệt dạ. Tình á. Vậy bây giờ em phải sao chị? Bây giờ nè, cái dạ. Này là nặng lắm rồi là phải mổ nghe chưa?
Mổ luôn hả chị? Trời ơi, không mổ cũng sao được trời. Bây giờ nè, trước tiên là tôi nói nghe chưa, là phải vô là làm vệ sinh, xong rồi nhịn đói mai mổ chưa? Dạ. Rồi, cảm này vô làm vệ sinh, vô toilet làm vệ sinh. Chị rồi đi phải vô đi mổ. Làm vệ sinh lẹ đi rồi mới có thể mổ được. Đi ngay lập tức. Tôi rất nhiều việc. Nhà vệ sinh over there. Ok, đi thẳng quẹo trái. Nhà thấy chưa, WC nhanh. Trời, nó đơn giản vậy thôi đó. Rồi xong rồi đó. Trời ơi. Trời. Trời ơi. Gì vậy trời? Trời ơi. Cháy. Cháy cho rồi. Cứu người. Cứu người đi. Bác sĩ. Cháy mẹ rồi. Cứu người đi bác sĩ ơi. Bác sĩ. Cứu người, cứu người. Ông kêu cứu nhưng ông chửi tôi vậy trời. Cứu người, cứu người, bác sĩ, cứu người. Cứu, cứu. Đâu đâu? Nè, ở đâu tuôn ra như cái xuồng vậy? Đã. Nè chú. Chú vừa vừa phải phải thôi chứ. Ít ra chú phải để tôi để cái tay lên chiếc xe. Rồi chú muốn đẩy đâu chú đẩy. Chú đi như vậy rồi người ta trừ điểm thi đua tôi làm sao? Cuối năm rồi mà. Trời ơi, bác sĩ mà danh vọng quá vậy. Danh vọng cái gì? Gì đâu mà muốn đi đâu đi vậy, bệnh viện mà, không phải cái chùa đâu. Khóm, khóm, vô đi khóm, không phải mẹ dạ con. Khóm, khóm, khóm. Khám rồi chết. Mệt ghê nha. Cái con người thì để người ta đẩy đi, người ta đẩy nhẹ nhàng vậy thôi chứ có cái gì đâu mà làm cái gì. Vô là cũng ngồi mà la la âm sầm. Mệt à. Rồi, đó, chưa ăn cho mập thay vô ta đẩy không được hả? Chưa khóm mà lên. Làm cái gì mà la dữ vậy? Đúng rồi bà xui dữ lắm á, mới gặp á, chế tôi á thiệt. Đừng có nói cường đúng. Ghi sổ, ghi sổ góp ý chết mình. Chết cha quá. Không có quay phim mà Dolly quá vậy. Dolly cái gì mà. Sổ góp ý đâu, sổ góp ý đâu. Thấy chưa, tao nói rồi mà. Sổ góp ý đâu. Hết rồi. Lại cũng mời đây. Xin lỗi nha, vừa đem ra cũng hết luôn rồi. Trời ơi, sổ góp ý mà làm như chuyện Doraemon bán chạo quá. Rồi sao? Rồi sao? Cái sổ góp ý bệnh viện này nó là như vậy đó rồi. Rồi sao? Rồi sao? Rồi. Mày vô khám cái gì nói lẹ đi nè. Không bệnh, không bệnh. Bệnh ở đâu, bị cái gì? Cái gì vậy trời? Bây giờ đau. À, đây ha. Đâu? Đây, đâu? Đấy. Ô vị. Chỉ cái gì mà ngay đó ai mà dám rờ thiệt. Đâu, đây phải không? Đúng rồi. Rồi, đây là ruột thừa đó, đi. Không, đau bao tử. Không, đây là ruột thừa, đừng có cãi tôi. Đau bao tử. Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ? Đúng không? Anh là người gì? Anh là người gì? Việt Nam. Người Việt Nam đúng không? Rồi anh là cái người miền nào? Trung. Miền Trung đúng không? Người ta bình thường ở đây, người miền Nam ta đau bao tử ở đây, đau ruột thừa ở đây. Anh, người miền Trung, anh đau ở đây là đau bao tử nè. Miền Trung là nó phải đau trung tâm nè ông nội. Đừng có cãi tôi. Chết mẹ, bệnh lý mà theo địa lý luôn rồi. Trời chế hay thiệt luôn á chế. Nó phải có cái lý luận khoa học của nó. Nói chuyện là phải có logic. Rồi kiếm bác sĩ tóc tóc mổ đi. Rồi yên tâm mổ liền nghe chứ. Thôi cái này nó bể ra là chết nha. Bác sĩ tóc tóc. Bác sĩ Trí. Bác sĩ Trí khám dễ thương. Bác sĩ Trí hả? Ừ. Tốt không? Tốt lắm à. Nói chung là khám bình quân khoảng 4 người chết người thôi. Khoan, khoan. Cái gì? What's up, baby? 4 người chết người. Ừ, sáng tới giờ ông đó ông mổ mấy người rồi? Khoảng 3 người rồi đó. 3 người đó tình trạng như thế nào? Khỏe mạnh lành lặn đi về. Bác là người tới số rồi đó. Bác số 4. Đi vô khám. Khoan. Sao vậy? Mổ cũng chết. Mà không mổ cũng chết. Thôi đừng mổ, để chết tự nhiên đi. Ai mà chết tự nhiên khó coi lắm. Trời ơi, nó bể ra ruột, nó lòng thầm kỳ, nó khó chôn. Mà cái thứ này chôn biết mua hòm gì luôn á. Khoan, đợi chứ. Trời ơi, bác ơi, bác lẹ đi chứ. Người đợi chút đi. Người ta đông nhiều lắm. Bệnh nhân trời lắm ơi, nó sao trời. Mệt ghê thiệt. Alo. Em hả? Anh không còn sống trên đời này bao lâu nữa đâu. Cái gì vậy trời? Gì nữa vậy? Chỉ còn về giây phút nữa rời xa rồi. Anh xin nói thật với em, cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Trời, giống quỷ ghê vậy. Nhưng tháng vừa rồi anh có đi uống bia ôm. Anh xin thề, không gì có thể ngăn cách đôi ta. Tình yêu của anh đối với em là ma mỡ, không ai có thể ngăn cách. Hết tiền rồi, viễn thông đã chia cách đôi ta. Trời ơi. Em đẩy vô phòng bác sĩ Trí liền ngay lập tức. Đưa cái giấy này. Đưa cái giấy kia cho em luôn. Đây cái nè giấy. Đây là giấy hiến xác, bác có cần không? Sao không, không. Để xác cho gia đình. Còn có nấm mồ tam hương. Ừ. Đi đó, đi vô đi. Không, không hiến đâu. Không hiến hả? Hiến thôi. Đẩy cho đàng hoàng nha em. Đẩy cho chân nặng lồi. Đẩy cho chân lồi ruột ra. Khoan, dừng lại. Cái gì?
Nam chục cần sự nhẹ nhàng. À trời ơi, xong chiều đưa sớm. Dạ, đây bác ơi, con đẩy bác vô đây nha. Dạ, dễ thương không? Quá đáng yêu. Trời ơi, khoan đi trời ơi, con chờ con xíu. Méo lệch tùm lum vậy. Méo lệch tùm lum, chị phụ em sửa lại cái chị ơi. Bản buông gì đâu, tôi nói cho bác nghe. Dạ, khổ. Bác phải hiểu một cái chuyện là khi vào cái bệnh viện, người ta luôn luôn có những cái biểu ngữ như thế này, hiểu không? Đúng rồi. Đó là cái sự tôn trọng khách hàng. Thì bác cứ ngồi yên, bác để cho con sửa lại xíu, không có gì hết trơn. Đơn giản như đang giỡn. Đừng có ngồi đó mà làm la rồi sùm trời đất, bực mình ghê. Giảng lại nha. Vô lộn bệnh viện thú y đâu. Thú y cái gì? Ngộ ghê. Xong rồi đó. Rồi. Nói chung là vậy thôi. Rồi, vô kia. Lung quăng liêu không niềm nở. Thôi đừng có nói nhiều quá. Xong. Như vậy là xong rồi. Trời ơi. Trời ơi. Đi khám bệnh mà có cảm giác như đi là hỗ trợ vậy. Trời ơi. Chen lấn quá trời luôn. Trời ơi, thì cái bệnh viện thì coi như mình khám tổng quát thôi, đâu có cái gì đâu. Để ta định bệnh cái gì? Có cái kết quả nó sao đọc không ra, chữ bác sĩ đọc không ra luôn á. Tôi ghét mấy cái người mà nó đọc cũng ra chữ bác sĩ lắm. Đọc ra được chữ bác sĩ thì đi làm bác sĩ luôn đi. Người ta phải bác sĩ, ta viết cái chữ, ta cho chuyên môn, người ta đọc mới biết đường. Người ta trao thuốc, cho mua thuốc ở ngoài, tiền đâu bán. Ngộ ghê vậy thiệt. Tôi bình tĩnh. Vô ta định bệnh cho nè, biết cái gì vậy trời. Đây nè, hả? BT. Dạ. Rồi thôi biết rồi, bó tay. Thôi chúc mừng nha, anh bị ung thư vú rồi đó. Rồi. Trời trời. Tự nhiên mà mắc mà tự nhiên bị ung thư vú là sao? Trời ơi, phải tưởng tượng một cái điều này nghe. Nó là một cái chuyện nó tới bất ngờ đó anh ơi. Nó mờ dần là nó bị ung thư vú rồi. Thôi bây giờ anh yên tâm đi, anh cũng còn thời gian nhiều lắm. Anh sống được còn khoảng tuần mà. Trời ơi. Từ mắc qua ung thư vú mà sống được con tuần. Trời ơi, nghiệt ngã. Cuộc đời tôi nghiệt ngã, đường đường là một đấng nam nhi, giàu sanh ra tử, mà cuối cùng chết vì bệnh nhũ bông. Cái gì vậy trời, ồn thấy sợ gì luôn. Nó vậy? Một mình trong này ông náo nguyên cái bệnh viện luôn á, thiệt á. Tại sao tôi bị chết vì bệnh nhũ bông? Cái gì đâu làm gì có. Ghi đi nè, BT bó tay bị ung thư vú mà la sùm trời ơi trời. Chị ơi, cái này em ghi. Cái gì? BT này là bình thường. Cái gì hả baby? BT bình thường, em kêu bình thường mà. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao tôi bình thường mà kêu bó tay? Tại sao? Sao bình thường bữa kia mình ghi bó BT là bó tay? Em ghi bó tay thì chỉ bê phở, phải bê này đâu. Trời bê phở là giết cái tủ tiên má ơi. Mày học chính tả hơn nước nào mà bê phở. Bó tay con điên kia. Viện trưởng đâu? Viện trưởng tôi làm gì cái viện trưởng? Viện trưởng đâu tôi quậy bệnh viện này nè. Viện trưởng đâu? Sao? Trời ơi, cái bệnh viện nó dễ thương gì đâu á, biết tôi sợ đau. Trời ơi, làm tiêu mài mà tôi chụp thuốc mê làm tôi hôn mê sâu luôn vậy đó. Dễ thương không chị? Chị đứng dậy mình đi về đây, nè. Đi về đi chị, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sao mà cái người không được bình thường vậy nè. Thôi, mới mổ. Lên xe. Trời đất ơi. Mới mổ không đi được. Ai để hai cái nón bảo hiểm lên đây vậy trời? Trời đất ơi, sao chị cũng đâu có làm cái này đâu. Thì nói là khiên sai mà. Sao cái gì trời ơi? Ê khoan, đây là đi nè, đây là sửa là lim, là sửa. Trời ơi, tôi sửa mai mà. Lim là mai là N là M. Mà nội cha mày, cái con bác sĩ đâu rồi? Cái con bác sĩ đâu rồi? Cái gì vậy chị? Tao kêu nó sửa ngực cho tao mà nó gây mê cho tao rồi tao không biết gì hết. Cuối cùng nó xăm chân mày cho tao. Nó xăm chân mày tao như vậy nè. Trời ơi. Còn xin giống cây thước quá vậy chị? Trong lúc tao mơ mơ màng màng tỉnh tỉnh, tao nghe nó gọi điện thoại để dạy học cho con nó. Trời ơi mày ngu quá à. Đường thẳng mà mày không biết làm thế nào hả? Mày lấy cái thước kẻ mày gạch một đường là ra đường thẳng cái gì? Má mày nè, không cần thước kẻ là một đường rẹt thành một đường thẳng đây nè. Trời ơi, Diệp chết Diệp đâu đâu? Trời ơi, tôi đâu có sửa cái này đâu, tôi đã hỏng rồi mà. Trời ơi. Cái gì nữa vậy? Chị. Vậy? Dạ chị, em cũng muốn mổ lắm rồi, em cũng nghe lời chị, em cũng ráng vô chổng em làm vệ sinh. Cái gì vậy? Mà em nói với chị là em lau hết cái toilet lầu 1, làm hết cái toilet lầu 2. Ồ. Lên tới cái toilet lầu 3, em nói thiệt chị nó thúi quá, làm không nổi chị. Trời ơi, cái chỗ đó là khoa bài tiết đó ông nội. Đi kiết lị tiêu chảy là nằm trong đó hết trơn đó. Cái gì ghê? Thì bây giờ tự nhiên người ta kia đi làm vệ sinh tự nhiên vô chào bồn cầu chứ vậy trời. Tự nhiên ai biết đâu kêu người ta kêu cầm cái này vô để làm cái gì? Ờ ha, nãy giờ em vô em suy nghĩ hoài không biết cái này để làm gì. Em ráng em suy nghĩ em kiếm cái để em cạo nãy giờ tróc men mấy cái bồn cầu. Ra xuất viện mà không đền trên dưới 30 triệu tôi còn ông đó.
gì cái đây? Trời ơi, người ta đi là phụ nữ, mình là đàn ông, mình phải biết cái lịch sử. Nghĩ sao không để ta cầm cái dao này, người ta nói ông đi cạo, trời. Ăn nói, trời ơi. Chế ơi, chế ơi, cái gì? Bây giờ người ta la sùm, bệnh nhân la sùm rồi, chế ơi. Bây giờ con mới đâu đó, 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 nói gì vậy trời? Cứu tôi với. Chu Mina. Cái gì thì vô mổ ruột thừa chưa? Nó mổ bấy ngày rồi. Mà có ruột thừa không? Không. Chứ nó là gì? Ruột non. Trời ơi, sao ruột thừa mà nó cắt lộn ruột non vậy? Đủ rồi, đủ rồi. Bao nhiêu đây là đủ rồi. Tôi gì? Không bị giữ gì hết trơn trời. Tôi xin giới thiệu trưởng thanh tra y tế. Hả? Yeah, đừng tố cáo của tổ chức này làm ăn bê bối quan liêu, kiếm tiền trên sinh mạng người ta. À, hôm nay các người sẽ làm bằng chứng để tôi kỷ luật cách chức bớt cho nghỉ chi hết. Đúng rồi, tôi sẽ làm bằng chứng cho. Tôi làm cho đơn tố cáo. Ừ. Còn ai nữa không? Cho tôi về với vợ tôi. Ai làm bằng chứng luôn đây? Viết đơn tố cáo đi. Cái gì? Còn tôi nữa. Còn kìa. Gì ông nội này nữa ai vậy? Anh gì bị? Con về rồi mà. Hai cái thằng quỷ này nè. Anh bị gì? Nó nói chữa, tôi dẫn tôi vô cái phòng số 8 để mà chữa đau họng. Nó nói là trước khi vô, nó dẫn lại gặp một số khán giả ái mộ tôi. Ở đâu? Nó dẫn vô cái phòng, tôi nhìn thấy khán giả sao nằm yên, không ai nhúng nhích hết trơn. Ngủ hả? Ngủ hả? Hả? Bị ngủ hả? Không phải. Chứ gì? Nhà xác. Trời ơi, vậy tôi... Trời alo, sao anh? Em tới nơi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Không thể nào nhân nhượng được hả? Dạ, em biết rồi, để em. Không có đi làm cho nên em không có đem đồng phục. Sao? Mặc đồ này hả? Dạ. Anh để em giải quyết cho. Mấy vụ này em giải quyết nhanh lắm. Rồi, không thể nhân nhượng hả? Quất luôn. Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Trời ơi, lẹ lên đi, em có con tin này hồi hộp lắm. Mình ơi, lẹ lên. Anh Đài, anh sẽ đến ngay. Đây là ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Ở đâu? Chết rồi, nghe tiếng mà không thấy người. Có ai thấy chồng em đâu, chỉ giùm em đi. Mình ơi, trời ơi. Có chuyện chi mà vội vàng quá vậy? Ừ, nói mình nghe. Em mới đi bác sĩ về. Em đi bác sĩ về hả? Ừ. Rồi bác sĩ có về không? Hả, không có. À, quay bác sĩ ở bệnh viện về đây chi. Ừ, anh biết sao không? Có chuyện gì? Bác sĩ nói à, em bình thường không có gì hết. Rồi, 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 mừng rồi, mừng rồi, mừng rồi. Mà, chắc em chết quá mình ơi. Mình, chắc em chết quá. Ngồi xuống đi. Chắc em chết. Thôi, đừng buồn. Hả? Không có chi phải buồn hết. Con người mà, sống chết có số. Không chết trước thì chết sau. Mình chết trước mình trẻ, mình liệm mạc đẹp lắm. Thấy không? Không có chi buồn hết. Thôi, đây được rồi, để anh nói cho nghe. Dạ. Anh sẽ lòm theo ước nguyện của em. Hồi xưa em nói là em thích hơ ngàn mét đất ở bên quận Bả. Dạ. Bây giờ em sắp chết rồi. Anh sẽ mua cho em hơ mét bên quận Bả. Mình nói gì vậy? Mình có lộn không? Em không có chết. Em nói em sắp chết rồi. Không có, em nói là em mệt, em muốn chết. Em mệt thôi. Em mệt muốn chết hả? Dạ. Nếu không mà... chỉ cần làm anh muốn chết luôn. Nhưng mà anh ơi, có chuyện chi mà em vội vàng quá vậy? Em đi khám á.
em đi khám. Bác sĩ nói cho em một cái tin này. Bác sĩ mà... nuôi tiền dây, nuôi tiền dây. Nuôi từ từ bình tĩnh. Dạ, không dạ, có dạ, gì phải vội vàng quá vậy. Bình tĩnh dạ. Dạ. Nuôi đi nuôi. Bác sĩ nói em á là chưa có chắc chắn. Chưa chắc chắn. Đừng có báo cho người nhà. Mà chắc chắn chuyện gì? Chắc chắn chuyện gì? Em nôn quá, báo cho mình biết nha. Đừng có vội vàng quá vậy. Dạ từ từ để em nói. Rồi đừng. Mình biết sao không? Em bị trễ 1 tháng rồi đó mình. Mình vui không mình? Mình? Hả? Nú lại một lần nữa. Đừng vội vàng quá vậy. Em bị gì? Em bị trễ 1 tháng rồi. Gì? Mình mừng quá hả mình? Ôi! Anh vội vàng quá vậy. Juliet của lòng anh, Romeo của lòng em. Thật là hạnh phúc quá. Chúng ta sắp có con rồi. Ôi, cảm ơn. Cảm ơn ông thằng trứng đã mang trứng tới cuộc đời của em. Ôi, cảm ơn ông thần tạ đã mang sinh lực đến cuộc đời anh. Sau những ngày tháng tập tạ vất vả, ăn cũng tập, uống cũng tập, thậm chí đi toilet anh cũng cầm cục tọa theo. Và cuối cùng, cảm ơn ông thằng đẻ đã cho chúng ta một đứa con. Ôi, ôi, Juliet, Romeo, Ex ơi, hả? Kể từ ngày hôm nay trở đi, dạ, Ex không phải lồn chi cả, cứ nghỉ ngơi, cứ nằm nghỉ, ăn ngập mạc rồi đẻ. Dạ. Em sẽ nghe lời anh. Em sẽ cố gắng ăn đồ bổ suốt 9 tháng 10 ngày. Đúng. Còn anh, em sẽ mua cho anh thật nhiều mì gói để ở nhà, rồi anh đói là anh cứ việc ăn thôi. Ôi, 9 tháng 10 ngày xa, em sẽ đẻ cho anh một em bé. Còn anh, sau khi 9 tháng 10 ngày ăn mì lúa, anh sẽ đẻ một con gáo đỏ. Con gáo đỏ dễ thương mà. Romeo. Juliet. Romeo của lòng em. Romeo. Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Có sự cố. Sự cố gì? Em giặt đồ rồi nhưng mà chưa có phơi. Không. Từ ngày hôm nay cho đi, em không phải làm gì cả. Như anh đã nói rồi, cứ nằm nghỉ, nghỉ ngơi, ăn ngập mạc rồi đẻ. Còn những chuyện khác cứ để anh lo. Em hạnh phúc quá. Chỉ cần có Romeo, chỉ cần có Romeo, không cần cái máy giặt sang vô. Mình thật là hạnh phúc quá. Có một người chồng thương vợ như có vậy. Có ai nhà không? Ai đó? Chào anh. Anh tìm ai ạ? Chào cô. Tôi muốn gặp chủ nhà. Dạ, chủ nhà là tôi đây. Được, nếu cô là chủ nhà, tôi trân trọng thông báo cho cô biết, cô đã trễ 1 tháng rồi đó. Ủa, tôi trễ 1 tháng mà sao anh biết? Xin lỗi cô, những lần cô gọi điện thoại tôi tới với cô, tôi đều ghi trong sổ hết. Thành thử ra cái việc trễ 1 tháng của cô nằm trong hồ sơ của tôi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa mà tôi trễ 1 tháng đâu có liên quan gì tới anh đâu mà anh ghi sổ nữa. Cô đừng nói như vậy. Cái trễ 1 tháng của cô làm tôi mất công việc làm. Hả? Nếu cô không trễ, cô còn gọi tôi tới lui với cô. Còn bây giờ cô trễ, coi như tôi không được gặp cô. Cha mẹ tôi phải sống như thế nào đây? Hả? Gia đình tôi phải sống như thế nào đây? Trời, cô đã giết cả gia đình tôi, cô biết không? Anh bình tĩnh. Để tôi nói rõ ràng cho anh nghe nha anh. Là như vậy nè. Là tôi bị trễ 1 tháng đúng không? Đúng vậy. Dạ. Thì cái chuyện này là chồng tôi biết. Rồi tôi biết. Mà đâu có liên quan gì tới gia đình anh mà. Đâu có liên quan gì tới gia đình anh đâu. Những lời cô nói sẽ làm bằng chứng trước tòa. Hả?
Tôi nói cho cô biết, cái chuyện cô trễ một tháng rất liên quan tới tôi và gia đình tôi. Anh làm tôi không hiểu gì hết á. Cô không cần hiểu, tôi muốn cô giải quyết cái trễ một tháng đó đi. Giải để quyết tôi hả? Có công việc làm không. Trở lại. Mình ơi Mình, Mình ơi cứu em Mình ơi. Anh đây, anh đây. Có chuyện gì mà em vội vàng có vậy? Khủng bố Mình ơi. Anh đây có chuyện gì mà em vội vàng? Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình em? Em không hiểu gì hết. Có chuyện gì? Gia đình mình có khách. Chào ông. Tôi đến đây để thông báo là vợ ông đã trễ một tháng. Ủa đây em trễ một tháng mà hắn biết ha nữa. Em cũng biết đó Mình ơi. Xin lỗi ông là gì trong ngôi nhà này? Tôi là chồng. Xin lỗi ông. Những lúc cô ấy điện tôi tới với cô ấy, lúc đó ông không có ở nhà. Cho nên thì ra là cái trễ một tháng là do ông. Ông đừng có chơi cái trò một thằng ăn ốc rồi bắt một thằng đổ vỏ như vậy. Tôi không đồng ý. Hả? Ê. Dạ. Ô. Tại đang anh quá đàng hoàng với em. Anh đối xử anh quá trung thủy. Tại đang em vội vàng quá vậy. Em đánh với người đàn ông này làm cái gì? Không em đánh người đàn ông này làm cái gì? Để bây giờ em một tháng, hai tháng gì hắn biết hết trơn. Trời ơi, em đâu có biết gì đâu. Em giải thích cho anh biết đi. Đừng giấu giếm nữa. Hai người đừng nói nhiều nữa. Cô cũng đừng giấu giếm làm gì nữa. Thì ra là trễ một tháng là do ông ấy. Tất cả đã bị bao vây. Cô chết mẹ ai vậy? Anh ơi, em không có gì trong nhà này hết, em đi nha. Sao xui vậy? Yêu cầu tất cả không được manh động, bởi vì mọi hành động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, biết chưa? Anh ơi, không nên vội vàng quá vậy. Mình ơi, mình có cứ gây thù quán với ai không mà anh sao? Anh đâu có làm gì đâu mà chỉ bữa nay mà ai vô nhà mình, ai cũng có cái máu mạc ghê quá. Tôi trân trọng thông báo, tôi tha thiết muốn gặp chủ nhà đâu. Bước dạ. Qua đây. Đây. Dạ tôi. Tôi không có dính líu gì hết nha. Im đi. Không phải tôi hèn, nhưng mà tôi muốn sống nha. Để đó, lát xử sao. Hả? Có luôn hả? Tôi chủ nhà. Chủ nhà đúng không? Đúng. Tôi trân trọng thông báo cho các người biết, hôm nay cái quyền sở hữu ngôi nhà này đã không còn thuộc về các người nữa. Ủa gì kỳ vậy? Có thai mà mất sổ đỏ hả mình? Hả? Sao kỳ vậy? Có chữa mà mất sổ đỏ, trớt quớt rồi. Ủa mà anh ơi, bình tĩnh, cái chuyện phải có lý do bình tĩnh, anh không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng cái gì? Tôi nói có sách mách có chứng. Đây, tôi không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì, tôi không cần biết. Ê, ông đừng có nói bại nghe cho. Nói bại cái gì? Nên đi. Im để cho người ta nói. Sao ông chọt chọt vô là tôi chết lây nữa à? Anh nói tiếp đi. Không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì hết, nhưng cách đây một tháng có một cặp vợ chồng cầm sổ đỏ của ngôi nhà này đến công ty của chúng tôi cầm cố và hợp đồng ghi rõ nếu sau một tháng không đóng đủ tiền thì quyền sở hữu ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty chúng tôi. Một cặp vợ chồng đúng đến cầm sổ đỏ hả? Đúng. Ôi chết rồi, mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu nè. Quánh nó đi. Ồ. Tại sao anh phản bội em? Anh có người đàn bà khác à? Không có, anh không có, anh chỉ có mình em ở Ly Du. Anh đúng là người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em, lời làm xưa em bỏ qua, còn không hãy bước bên người ta. Thôi đến đi bà. Bà hát nãy giờ không đã hả? Bà hát hoài vậy ha? Bà hát mấy tiếng hồ đó, 3-4 tiếng hồ mà không sướng hả? Không. Hát gì mà hát quá hả? Hiếp em kìa. Hát mà làm cho hàng xóm phải ngồi chờ mấy tiếng hồ. Đào đương. Đúng rồi. La là đúng đó. Một lát tôi xử nhẹ cho. Nè, ông kia. Cái gì? Ông núa cái chuyện cũng phải có bàn chứng, cũng phải có nguyên nhân mới dẫn đến hậu quả. Đúng rồi đó. Cái chuyện cũng phải có lý do, không nên vội vàng quá vậy.
Vội vàng. Đây, tôi có bằng chứng đây. Bằng chứng đâu? Em cô đi, anh là người trong sạch. Đưa tôi đọc cho, tôi là người ở giữa tôi đọc. Đúng không? Tôi là người ở giữa tôi đọc đúng không? Ông làm chứng đi, ông làm chứng với vợ chồng tôi. Tàng 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 phụng thiên thừa dẫn. Đi ra. Thôi đọc đi. Trời ơi. Làm cho nó vui, nó quên quánh mình. Bàn chứng đâu? Bàn chứng đâu mà tôi mèo mã ở đồng, tôi cầm cái nhà này hồi mô. Bằng chứng đây. Bình tĩnh, anh bình tĩnh đi anh. Tôi tên là Trần Châu Đốc. Đúng không? Đúng, đúng. Và đúng. Vợ tôi tên là Nguyễn Trần Trọng Thủy Mỹ Châu. Trời đúng. Đúng không? Tên tôi đó. Trần Châu Đốc, nickname Rô Mèo. Rô Mèo, cho. Ở vậy hả? À, ở xã tôi kêu Rô Mèo không à. Cái tên ta sao ăn đặt thành con mèo luôn tồ lô. Trọng Thủy Mỹ Châu, nickname Juliet. Đúng, chính xác. Chính xác. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây cầm sổ đỏ của ngôi nhà này. Nếu sau một tháng không trả đủ tiền thì quyền sở hữu của ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty sổ chủ sở hữu sổ đỏ. Mày có học chữ không vậy? Không phải mà nó bị mờ. Mày bị đọc cái bản đó không mà tao lên ruột à. Nó bị mờ. Tao không biết tao chết hay tao sống mà mày đọc lâu vậy hả? Nó in mờ. Đây mà địa chỉ để yên người ta đọc đi. Thì đọc nhanh đi. Địa chỉ sổ đỏ 234-78 Cách Mạng Tháng 8. Đúng không? Ủa sao? Nhà tôi là 234-87 mà. Lộn không vậy? Ủa vậy hả? Xin lỗi tôi lộn. Ủa vậy xong hả? Bà nội cho anh đi. Đồ cái thằng tào lao. Bà nội cha mày. Gia chủ nhà đó. Không chửi tao cũng chửi. Mà thay em gia đình nó làm cái lên ruột à. Gia đình nó hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc. Vô núa tùm bại tùm bọ. 234 bà tóm tóm bà chi. Tôi mời anh ra đây. Mày kinh thiệt. Tôi mời anh ra đây. Chuyện của nó là nó lộn địa chỉ. Còn tôi chắc chắn là không chứ. Ông có lộn gì không? Ông tôi đến đây để giải quyết cái chuyện trễ một tháng nữa hả? Nếu anh không đồng ý cái trễ một tháng đó mà anh không giải quyết, tôi sẽ quyết định cắt của anh. Hả? Cắt? Nghe, đừng có giỡn mạt nghe. Tôi đưa ra pháp luật đó nghe. Xin lỗi anh, tôi không thưa anh thì thôi. Anh không có cửa thưa tôi đâu. Ông làm như đứa là ông xúc phạm tới cơ thể body của tôi. Ai làm gì mà xúc phạm? Ông cắt rồi cắt cái gì? Ông tào lao, ông thiếu tiền điện tôi cắt điện chứ sao? Hả? Nhà này trễ một tháng tiền điện rồi. Ủa mình chưa đóng tiền điện hả mình? Đã trễ tiền điện thì nhân viên thu tiền điện của công ty điện người ta tới thu. Mát mớ tới ông. Tôi là nhân viên thu tiền điện. Mẹt đồ gì mà tiền điện vậy? Không, đang đi chơi rồi ông sếp ông biểu chạy đi luôn. Bà nội cho mi nè. Bình tĩnh anh ơi. Cho mi đứng lại. Trời ơi. Sao xui vậy? Thôi mọi chuyện sáng tỏ hết rồi mình ơi. Làm em phe hú dí à mình. Mẹ bò đang hạnh phúc. Tự nhiên đưa vô đồ cát. Cát ông nội mi hả? Bình tĩnh đi mình. Đứa cát. Đứa tịch tu nhòa. Thôi em hiểu mình rồi, em tin mình. Ba cái nhòa cho mấy tịch tu. Mình nhà chi á. Không hợp phong thủy. Anh hơi nóng tính, anh không nên vội vàng quá vậy. Em hiểu mà. Mình ơi. Rô Meo đây. Ép đây. Chưa trả tiền điện nữa. Bà nội cho anh đi. Tiền điện cái gì nữa. Tét nhọt đi. Nó tét nhọt đi. Tao mày cho mày cứ quýnh nhật đây miết nữa mày. Juliet Romeo. Tất cả nó bị bao vây. Một vài bà nội cho mày. Trời ơi tôi nói nhà cái bên ông ơi. Tiếp. Cái nhà gì đi trời. Thứ gì đâu. Chó đẻ. Romeo Juliet. Anh sẽ vì em lượm cho thằng bé. Em sẽ đưa con đến tận muôn đời. Rồi một nhà con ta sẽ lớn. Rồi một ngày con ta sẽ cưới. Rồi một ngày con ta sẽ đẻ. Đẻ một đốm cháu cho anh với em mộng trời. Vì em
lòng thơ tình ái. Anh sẽ có mai sẽ thành lâu đời. Đời người một đêm trăng nở tới, đời chiều về hôn trên lan tóc. Đời một ngày ông doan đời mới, đâu hai đứa chúng ta mà thôi. Tình đâu đã bị bao giây. Tất cả giọng nhoa, giọng nhoa đi chú bác. Ở cái xóm này miếng mạch nhất đào của anh. Giọng nhoa, ra giọng nhoa giùm tôi đi mấy chỗ. Tối nay bắt ra sắp chén xong, cái sắp chén vô rồi mở chén ra úp chén lại vô lau chén xong cái vô dẹp dẹp xong ra úp tiếp. Chứ quỷ nguyên một ngày có nhiêu đó chuyện làm hoài. Trời ơi, trời ơi, chị chịu khó thay đồ thiệt luôn á chị. Tao đã nói mày rồi, một ngày tao không thay 10 bộ là tao chết mà. Nhưng mà tao đã suy nghĩ rồi, tại sao quán mình ấy đó là do phong cách phục vụ. Và cái quán mình nó có cái không khí mà trầm lặng lắm, nó không có tươi mát. Cho nên tao quyết định kể từ giờ này quán của mình phải thật là tươi mát. Hả? Mày nhớ, khách nam tao tiếp, khách nữ mày tiếp. Dạ. Tôi tao tiếp, mà tiếp theo tao, nghe dạ, chưa? Dạ, dạ. Nhớ đó. Già mà chịu khó ghê, thiệt tình. Tao nói nguyên cái quán tao nói nó ế mà trời ơi rùi. Nó đậu đầy mà ngày nào cũng đập rùi hết trơn á trời. Không có một người khách thì ăn uống cái gì đây? Mày hả mày? Mày hả? Con quỷ nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Ê! Làm gì vậy? Dạ dạ đập rùi, đập rùi. Rùi đâu đập? Dạ 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 thấy cái mục rùi của anh em tưởng con rùi em đập. Sao mày không tự đập cho mặt mày đi? Hả? Sao vậy? Cái mục rùi mày còn thâm hơn tao đó. Em... À, quên! Trời! Anh nói em mới phát hiện em ra cái mục rùi đồng phục. Cùng đúng cái vị trí này nè. Xin lỗi anh em hơi thâm hơn thôi. Ủa? Anh vô quán em hả? Hả? Anh từ ngoài vô quán em hả? Từ ngoài vô chứ không lẽ. Trời ơi anh ơi. Trời ơi. Mày làm cái gì vậy? Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi em mới gặp lại anh. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Thằng vô duyên mày. Anh có phải là khách không? Thì đúng rồi. Quán em lâu lắm rồi không có khách. Thành thử ra em gặp lại anh là em mừng lắm á. Anh hiểu không? Anh đợi em xíu nha. Có người đó tiếp anh liền. Tại vì riêng anh là phải có người tiếp. Anh là đợi em xíu. Nam. Dạ dạ. Xin mời cậu mẹ Di Đệ. Dạ xin chào anh. Anh xin giới thiệu anh. Dạ thưa anh. Dạ đây là à... bên quán em. Dạ. Dạ. Anh biết đây là ai không? Biết rồi. Dạ. Tiếp viên bơ hơi phải không? Này ảnh nói chứ không phải là em. Là tại tao. Cái cách quá trang tao quá tươi mát. Dạ. Chưa? Dạ thưa anh, xin lỗi anh. Anh sai rồi. Em quá trang 4 tiếng đồng hồ. Và anh nghĩ sao là em là tiếp viên bơ hơi. Ủa? Dạ. Chứ là ai? Dạ chủ quán. Dạ tránh quán em. Dạ. Dạ thưa anh. Dạ. Anh có thể cho em biết là anh ở đâu tới không ạ? Tôi từ LA tới. LA à? Ui LA. Ủa là đâu vậy? Vậy có mà đặt nhảy lên. LA là nước Los Angeles, Việt Kiều. Trời ơi anh là Việt Kiều Los Angeles hả anh? À, đâu có. Vậy Los Angeles. Không LA phải. Anh mới nói LA nè. Không. LA là Long An. Ủa sao sao? Tại sao LA? Là Long An. L là Long. A là An, Long An. Thì đó Long An. Ừ tôi đâu có nói tôi từ Los Angeles gì đâu. Bà tự bà dịch, bà tự bà ép ta luôn. Mày im, tại khách nó mắc hay chưa? Long An cũng được, cũng là khách. Dạ thưa anh, em xin được trân trọng tiếp anh. À, bà anh ở dưới Long An anh làm nghề gì ạ? À? Buôn bán nhỏ thôi. Mày tiếp đi. Ủa buôn bán nhỏ là buôn bán gì anh? Hột xoàn. À. Anh ăn gì? Dạ, quán em có đầy đủ món ăn hết đó. Anh ăn gì thì em phục vụ đó. Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Mồ hôi. Trời. Khăn. Dạ khăn, khăn. Đây, khăn. Cái gì vậy? Ừ, cái này là khăn hả mày? Hả? Cái
khăn này lau bẩn mặt của mày thì có. Trời ơi, mày nghĩ sao mà lấy khăn này? Cái khăn này làm sao lau cái hộp của tao được? Trời, anh ăn nói vô duyên vậy anh. Cái gì vô duyên? Tự nhiên nói lấy cái khăn này lau cái hộp của anh. Hộp xoàn nè. À! Sao vậy? Hộp bự quá chói mắt. Ôi ôi, cái này chưa nhầm nhò gì đâu. Dạ. Tôi có tới hai hộp lận đó. Thôi không có giỡn anh, vô duyên quá, kỳ ăn nói kỳ quá. Vô duyên cái gì? Để coi đi. Hai hộp này. Wow, sao hộp anh bự mà tròn dữ vậy? Để tao tiếp, để tao tiếp, để tao tiếp. Này là cần chỗ này không phải để mua bán vé số. Đi ra cho chị. Chị ăn nói đàng hoàng nghe chưa? À? Tôi là khách nghe chưa? Không tiếp khách, đóng cửa rồi. Một khách này đủ rồi nha. Để em. Cái quán gì kỳ cục vậy? Xin lỗi chị, dạ. Xin lỗi, bà chủ em không biết. Cái chị này chị không có bán vé số. Nhìn chị ăn mặc vậy là biết là coi bói dạo rồi. Thôi đi qua tiếp. Mày đi qua mày tiếp thì đủ liền. Tiếp cho, để mình đây. Để tiếp tươi mát nha. Chị, em yêu chị. Chị qua đây chị ngồi đi, tươi mát xíu nè. Em thích chị lắm chị ơi, lâu quá chúng ta không gặp nhau. Chị chắc chắn là chị Kiều rồi đúng không? Ôi nhìn cái mặt thân thương quá. Mình lau mặt nha. Ha, em kiếm khăn lau mặt em lau cho chị nha. Trời ơi em thích chị quá. Chị ngồi đây nha. Ôi không. Thích chị quá rồi. Để em. Thân thương quá. Chị là đáng yêu. Trời ơi chị đây. Hai chị à. Chị anh. Anh à. Mới làm cái gì? Dạ em tiếp khách. Tiếp khách. Ừ. Chị chưa quấn em vậy? Tiếp ai không? Em tiếp bà coi bói dạo. Ủa sao quýnh hoài vậy? Mày nãy mày mới làm cái gì? Dạ em ôm bà. Ôm bà hả? Ủa sao tát hoài vậy? Mày biết cái bà cô bố vợ này là ai không? Dạ không. Vợ tao đó. À thì ra là vợ của anh hả? Vợ tao mày cũng ôm mày. Ôi không biết được. Sao mà vô mà không chịu nói vậy bà nội? Cũng mày. Mày sớm sơ sớm xác quá mà. Yeah. Người ta là bán hột sò mà mày nói người ta đi coi bói. Yeah. Trời đất ơi, vợ người ta mày nhào vô mà ở mày bị đánh là phải rồi. Mày có mắt mà mày không trồng. Đúng rồi chị. Dạ, nó tệ quá chị. Nó có mắt mà như không trồng chị. Dạ. Hả? Còn chị sáng mắt quá. Dạ. Chị nãy chị nói em là gì? Dạ hồi nãy là em nói chị. Chị sao bán vé số hả? Tại hồi nãy cái mặt gì rồi bán vé số hả? Em đâu biết hồi nãy chị mà vô đây. Im. Hồi nãy mới làm gì? Dạ em tiếp khách. Tiếp khách nè. Biết tiếp ai không? Dạ em tiếp ông chủ. Tiếp ông chủ nè. Ông chủ là ai? Dạ ông chủ là chồng chị. Chồng chị sao? Em ơi. Trời ơi, đừng quýnh mày. Dạ em xin lỗi, dạ em xin lỗi chị, dạ em không mình biết. Mình tính đi mình ơi. Ta hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm cái gì? Tôi ôm nè. Nói, tại sao ôm nó? Tôi ôm hồi nào đâu, không tin mà hỏi lần này coi. Dạ đúng đúng, em gặp chứng thì anh không hề ôm. Cả bà chủ em bà mê trai, bà sấn vô bà ôm trước đó, rồi một lát anh mới ôm lại thôi. Dạ. Nhiều chuyện. Nói đúng tại sao thác nó. Đi về, không ăn uống gì nữa trơn trời á. Cái quán này nè, tôi nói cho chị biết ngày mà tôi thua kiện cái quán này. Cái quán này cái quán trá hình. Cái quán gì giống như cái quán bia ôm vậy. Dạ, em xin lỗi chị. Dạ, chị đừng thương kiện em. Dạ, quán em không có trá hình vậy. Dạ, đây là phong cách phục vụ của quán em. Dạ, nam tiếp nữ tiếp nam. Giờ bị anh chị không đi chung người trước kẻ sau cho nên em mới làm như vậy. Dạ. Đúng rồi đó, nhờ kẻ đi trước người sau. Tôi ghé tôi mua có xíu xíu đồ mà tôi qua trễ. Tôi mới biết là cái quán này nữ ôm nam, rồi nam ôm nữ. Không có ôm là trá hình. Không có, tại cái phong cách nó là tươi mát. Bà chủ em, bà dạy cho em tươi mát. Em gặp chị em tươi luôn. Nhà nãy nhìn chị em không muốn hối lắm mà tại em cố. Đi về. Không ăn uống gì nữa hết á. Dạ, đi về. Dạ, tôi thua kiện cái quán này. Dạ thôi. Dạ, em xin lỗi chị. Dạ, tại vì quán em ế quá cho nên nghĩ những cách tẩy bà không. Dạ thôi em chừa, em không dám nữa. Dạ thôi, giờ anh chị cứ ngồi để ăn uống đi nha. Dạ quán em sẽ phục vụ anh chị. Dạ bớt anh chị 80%. Cái gì? Cái gì nào? Không được thì thôi. Không được thì thôi, làm gì dữ vậy anh? Thôi này. Không được thì thôi. 80% thì được. Trời ơi được, sao anh phản ứng dữ vậy anh? Ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên mà biến thái sợ luôn. Tôi nói cho ông biết, bây giờ có Huy tôi cũng không ăn. Cái quán gì mà ông ở đây cho nó ôm ông nữa hả? Rồi nó nhào vô nó ôm tôi nữa thì sao? Bình tĩnh đi, làm có gì đâu mà la lớn vậy. Dạ không có. Thôi được rồi, bà không muốn ăn thì thôi. Bây giờ tôi nhờ về nhà không? Dạ. Vợ chồng tôi thích ăn cái món này lắm. Dạ. Vô nó trong nấu cho tôi hai cái món này ngon. Để tao. Dạ. Dạ để em vô. Em kêu đầu bếp nấu. Sẵn em chỉnh lại mặt em. Dạ bị tát quá, bên đỏ bên trắng. Dạ. Đi về. Về cái gì đói bụng mà chán chờ chút đi. Đi về.
Trời ơi, mì để từ từ người ta nấu chứ. Bà sao? Chuột giận chị ơi, từ từ chị ơi, thời gian nước nó phải sôi từ từ, nó muốn trộn mì cũng phải có nước sôi. Nhanh lắm chị ơi. Ta đã mì gói mà trộn. Đi về. Trời ơi, sao cứ 3 giây bà làm cái tôi cũng đứng tim vậy. Mà giống như cái máy vậy đó anh. Ờ. Khổ, em cũng thấy là anh chịu đựng cũng giỏi lắm chứ phải không đâu. Thôi mày. Đi về. Nữa. Thôi bà đỡ nữa rồi. Trời, chút đi mà. Chị. 3 giây rồi. Đi về. Đó. Thôi phải vậy mày. Em nhắc chị thôi mà chị quên, em nhắc. Ra đi mày ơi, mày lâu quá. Dậu chỗ à. Mày à, rồi, tới rồi. Mày à, cái này à, hảo hảo ngon lắm à. Số 1 à, số 1 à. À, ăn đi. Đi về. Thôi vậy tính tiền đi. Đi thôi, 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 tính tiền đi. Thôi tính tiền hả, rồi tính tiền, lấy ra bây giờ tính nha. Cái này à, 1, 2, 3, 4. Đi về. Cái gì vậy? Cái người ta đang tính tiền, để người ta tính tiền. Cái làm tính tiền, ta lấy dần xong rồi la cái quên là phải à. Tính lại từ đầu rồi. Trời ơi, mệt ghê. Tính tính đi chút. Cái là bây giờ, chất gì, thơm, thì, cộng... Ê, bây giờ là chết cha không biết tính sao luôn rồi. Cái sao vậy? Dạ. À, bây giờ mì á, mì hai gói à, ông đem lại. À. À, tôi vô tôi chế nước sôi thôi. À. Nước sôi lâu có nhiều tiền mà tính. Là vậy bớt 80% nữa. Thôi, cho luôn á, khỏi tính tiền. Ok. Không được, không được cái gì chứ cho luôn không được, phải có tiền chứ lát vô phải trừ lương sao? Trừ lương cái gì bây giờ tính qua tính lại giờ trừ là 80% nó tính ra. Cái à, nước sôi này cũng là khoảng là 500 lòng bạc. Nó 500 lòng bạc nó trừ trừ 500 lòng bạc đi có gì đâu. Bây giờ sao? Giờ tính sao? Thôi 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 khỏi tính tiền đi, đi về đi rồi lấy cái này về ăn luôn. Cho luôn cái tô người ta lấy cái gì người ta đem về ta ăn, người ta phải có cái lầu đựng người ta đem về người ta ăn chứ. Ê chết chết. Nóng quá sao mà bưng? Bưng bưng cái gì là bây giờ lấy à, lấy cái tô à, lấy luôn cái mâm rồi lấy luôn lôi lửa đi, lấy hết rồi về lại ăn đi. À thôi khoan khoan khoan. Tôi xin hai cái chén này luôn nha để. Rồi hai cái chén này chút nữa. Súp cho nó sợ nóng á. Ê có lấy nước tương không? Lấy nước tương rồi vô lấy cho lại. Thôi. Trời ơi bà, cái quán này quay quần quán này công nhận thiện cảm ghê ha, thiếu khách quá. Ê, mốt để tôi tới đây thường xuyên nó nấu mì cho bà ăn nha. Đi về. Về 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 bà la quá. Chị ba giây rồi chị. Đi về nè. Dạ dạ đi về chị, dạ dạ không ngày gặp lại. Ôi giờ cái bà này hay quá hả? Giống như là bắt cài sẵn cái đồng hồ báo thức vậy. Ôi chút xíu hỏi à, lấy về. Ông lấy về nè. Ha, rảnh quá ha, nghĩ làm sao ha. Mang cái mì tự nhiên ha, nấu cho người ta không tính tiền thôi. Còn cho luôn cái tô, cho luôn cái chén. Bà chỗ. Cái gì? Chết dòng ha, quá rồi ha. Cái gì? Cái gì vậy hả? Tụi bay làm cái gì vậy hả? Đã cái quán ế rồi mà tụi bay gây lộn thì còn cái gì nữa mà sống hả? Chị ơi. Bây giờ nó nấu mì ra cho người ta nó không tính tiền. Bây giờ cho luôn cái tô, rồi cho luôn cái chén, cho luôn cái rửa, cho luôn cái mâm không tính tiền. Trời ơi. Không phải, bà chủ kể bà chủ nghe biết sao không? Kể cái gì? Mày nghĩ làm sao vậy? Mày im cái mỏ mày lại kia. Mày nghĩ là quán tao đã ế rồi, là bây giờ tao muốn bán, tao muốn có khách để trả lương của tụi bay. Tao thiếu tụi bay 3 tháng lương rồi mà, đã bán ế ha, 48% rồi. Bây giờ mày còn cho khách cái dĩa, cái mâm, cái tô, cái chén hả? Tao trừ mày tiếp 4 tháng lương nữa. Tụi nó trừ đi, có gì đâu. Trời đất ơi, bây giờ cái tiền bà trừ tôi còn nhiều hơn là cái tiền lương của tôi có nữa đó. Bà trừ ai lỗ biết liền à. Mày,